được cái kia đấy, không chị mà hết cái này. Con này ra đút cái túi này vào đi. Con để cái túi này vào đút cái túi đi nè. Đây 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 này. Hello các chị. Hả? Hello mọi người nha. Rồi chị em nào vào live rồi chấm bài cho em với. Hôm nay là lại nhiều đồ xịn các chị ạ. Mỗi chị là kiểu gì cũng phải sắm một cái áo này cho em. Hôm nay dáng này trẻ đẹp quá. Mỗi chị là phải sắm một cái này cho em, hàng siêu nhẹ, hàng đẹp, siêu đẹp luôn. Em chào chị Quỳnh Phan ạ, có áo hoodie không chị ạ? Áo hoodie trưa nay vừa like hết rồi các chị. Em chào chị Huyền Trang ạ, hello mọi người. Hello các chị. Rồi em chào chị 10 giờ hoa cho em xin mỗi chị gái một nút chia sẻ livestream đi. Lên luôn view 200 chị đi, em tặng luôn cái kia còn một cái à? Tặng luôn cái phao tiền triệu kia đi nào, mang đây cho em nào. Còn một cái lên luôn cho em 200 chị để em tặng luôn. Chờ chia sẻ livestream cho em với ạ. Chị nào vào live rồi bấm chia sẻ livestream giúp em với. Chị nào vào live rồi bấm cho em xin nút chia sẻ livestream với. Chờ chị nào vào live rồi bấm cho em xin nút chia sẻ livestream với nào mọi người ơi. Để em tặng hôm nay là tặng cho xịn đi các chị. Được chưa? Lên bây giờ nhá. Đúng 200 chị gái luôn. Được chưa? Cái pet bên này em tặng luôn con phao này. Phao này hôm qua về em về hơn 100 cái. Thật sự luôn là hôm nay em không đủ chia. Hôm nay em đang không đủ chia. Rất xin lỗi chị em mình, chị nào chưa có hàng này nha, rất xin lỗi. Phải nói một từ, một câu là rất xin lỗi chị em mình. Hôm qua chị nào mình chưa chốt được con này. Được chưa? Tất cả nó là hàng cao cấp. Nay em tặng các chị con này không đồng. Nhưng mà bây giờ phải lên cho em 200 chị gái. Em chào chị Thâm Thắm Hoàng. Lên giày bé trai ok. Em chào chị Linh Liên Thị. Em chào chị Vũ Phượng. Em chào chị Thơm Quàng. Em chào chị Hà Nga. Hello các chị, vào like rồi chấm cho em xin một chấm. Hôm nay em có rất nhiều mã hàng đẹp cho mọi người. Hôm nay em bảo này, mỗi chị em mình sắm ít nhất cho em một cái này cho em ạ. Ui dồi ôi, mỗi chị em mình sắm ít nhất cho em một con áo phao này. Hàng này ngoài thị trường người ta bán không có dưới 800-900 nghìn. Siêu nhẹ cho em nhá. Các chị nhìn cái bo tay là các chị biết hàng đẹp hay không rồi này. Đấy ạ, cho em xin mỗi chị gái hai lúc chia sẻ trang cá nhân. Em chào chị Nguyễn Thị Na, em chào chị xin đừng quên tôi. Em chào chị Ngọc Bùi ạ, hôm nay nhận được hàng rồi ạ. Tuy quần bị bục á. Ok chị, bục gửi lại em đổi hàng cho. Em chào chị Hoàng Trang, em chào chị Hà Vi Cường. Bục mà vẫn nhận hàng cho em à, ok cảm ơn chị yêu. Gửi lại để em đổi hàng cho mình nhá. Hello mọi người ạ, đi hạ 4 triệu 2 đi rồi chị, đi hết rồi các chị ơi. Đơn cứ chuyển khoản xong bên em đi đơn hàng. Tại vì đợt này nó đang chậm. Này các chị nhìn cho em này. Em đã bảo rồi ạ, ngày hôm nay nhá, mỗi chị em mình sắm cho em một cái này. Tết năm nay nó sẽ siêu lạnh. Nếu như đối với chị nào miền Bắc, miền năm nay nó là gì ạ? Ô, có cả màu hồng nữa mà anh ơi. Các chị nhìn cho em cái quả lông của nó này. Em đảm bảo các chị yêu là con này nó hàng siêu đẹp. Nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng trước khi anh toán. Xấu em cho các chị hoàn về. Được chưa? Xấu em cho các chị hoàn về mã này nhá. Ngoài người ta bán con này không có dưới 8-900 nghìn đâu. Hàng mặc nhẹ như không luôn các chị nhá, nhẹ như không luôn ạ. Cái dáng của nó siêu trẻ luôn này. Đấy, thấy chưa các chị ơi, đẹp dã man luôn ạ. Em chào chị Hoàng Trang ạ, hôm nay sẽ là mã khuyến mãi cho mọi người. Nha các chị nha, khuyến mãi cho các chị em mình luôn ạ. Chào, em chào chị Thanh Tiền, em chào chị em chào chị Ngọc Bùi, em chào chị Lê Diễm Thúy ạ. Em cảm ơn chị Lê Diễm Thúy nhá. Em chào chị Anh Việt Đỗ, hello tất cả các chị yêu nhà mình ạ. Em cho em xin mỗi chị một nút chia sẻ livestream. 200 chị gái em tặng luôn một con phao cao cấp. Tối hôm qua em thề với mọi người luôn, em không đủ để chia của mã đấy nhá. Tối hôm qua em không đủ để chia, rất xin lỗi các chị em mình. Hôm nay những chị nào mà chốt màu đen này, màu da này, màu tím than này, được chưa, là không có hàng đâu ạ. Là có rất nhiều chị em mình này, nhà em phải gọi lại là không có hàng rồi đúng không? Nhà em báo là không có hàng rồi. Xin lỗi tất cả chị em mình luôn. Trời ơi, những con áo của em nó siêu xịn sò như thế này. Áo này có gì hả? Áo nào còn con à? Ôi trời, chết rồi. Thế thì sao lại báo hết nhỉ? Thế sao mà nó báo hết hàng nhỉ? Sao phải gọi khách nhỉ? Không, thế thì ui, hôm nay lại còn. Hôm nay chị nào thích chốt tặng mẹ những con áo dáng ngắn ngắn này. Khuyến mãi nha các chị nha. Hôm nay em đã đọc các chị kêu là khuyến mãi rồi. Em tặng các chị mã này có bao nhiêu cái? Cái dáng ngắn này có bao nhiêu cái anh? Nhìn xem cái dáng ngắn này có bao nhiêu cái. Chốt luôn cho em mã là cho em xin mỗi chị một nút chia sẻ livestream. Thả tim thả like xuống đây cho em với nào. Thả tim thả like xuống đây cho em với nào các chị. Bây giờ em lên cho các chị mã này luôn ạ. Khuyến mãi. Khuyến mãi các chị một cái mã này, không có 1.000 tiền đồng tiền lãi nào đây cho các chị. Ok chưa? Bao tiền ạ? 40 cân ạ. Ui trời ơi. Cái này có bao nhiêu cái anh? Lên đầu like được không? Lên đầu like được không? Ôi giời ơi.
Sao mà nó lại đẹp xịn giò như này? Hàng siêu nhẹ nó mới sướng đời. Con mình là KM1 kèm số điện thoại cho em. Nhìn xem có đếm được khoảng bao nhiêu cái? 10 cái không? Tổng 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 đây có người này cái rồi á? 195.000 đồng cho em mã này. Thôi 189.000 đồng đi. 189.000 đồng của mã cho, nhưng mà chỉ áp dụng cho các chị có lượt chia sẻ thôi. Em nói luôn nhá, chỉ áp dụng cho các chị có lượt chia sẻ thôi. Đẹp quá các chị ơi. 189.000 đồng mã hàng KM06. KM6 kèm số điện thoại cho em ạ. KM6 ạ. Hôm nay có đến KM2 rồi anh nhá. Chiều nay em tạo đơn rồi anh tạo chiến dịch đi. Comment cho em mã KM6 kèm số điện thoại cho em ạ. Nhìn vào là vẫn mê, đúng rồi các chị ơi. Comment là KM6 kèm số điện thoại cho em ạ. Em chỉ có tầm khoảng đây có mấy bao nhiêu cái thôi. Chị nào nhanh tay chị được, ưu tiên cho các chị. Nói chung là nhà em những cái mã hàng này ấy, em chỉ áp dụng cho các chị chia sẻ livestream thôi. Đây chị nào nhập sỉ được bên ngoài dưới 189.000 mã này không ạ? Chị nào nhập sỉ bên ngoài được dưới con này dưới 189.000 đồng không ạ? Nhập được giá 189 không đã các chị ạ? Được chưa? Mã cho em luôn là KM6 kèm số điện thoại cho em. 60 cân đổ về các chị mặc vừa. 60 cân đổ về các chị mặc vừa cho em dáng này. Trời ơi, KM6 cho em ạ. Em đang có màu cam là một, màu xanh ngọc là hai, màu rêu, màu xanh ngọc có hai cái. Hết rồi á? Đến tầm chốt đến 58 cân cho nó đẹp nhỉ. 58 cân đổ về chốt cho em KM6 kèm số điện thoại. Cho em xin mỗi chị một nút chia sẻ livestream ạ. Đấy, cứ chốt đến tầm 58 cân đổ về đi các chị ơi. Đây nó còn size nhỏ nhỏ thôi. Đây còn size 2XL này. KM6 kèm số điện thoại cho em màu rêu này, màu xanh ngọc, màu cam còn có 5 cái thôi à? Còn có 5 cái thôi. Có mỗi 5 cái thôi. Cho em mỗi xin mỗi chị một nút chia sẻ livestream với. KM6 kèm số điện thoại cho em ạ. Chốt nhanh nữa chị màu rêu đậm này. Để cho em bán cho các tình yêu mình mức giá là 189.000 đồng KM6. Ok chị Phùng Xuê. Hôm qua chị nào chưa chốt được nên phải chốt thật là nhanh. Cho em xin mỗi chị gái mình một lúc chia sẻ livestream. Xin mỗi chị gái mình một lúc chia sẻ livestream với comment KM6 ạ. À, em chốt chị Minh Đức một cái. Ok chị 70 cân không vừa. Mã này ui rồi ui. Các tình yêu ơi nó đẹp ạ. KM6 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho các chị là 189.000 đồng. Xin mỗi chị gái mình nút chia sẻ livestream với nào. Chị nào chưa chia sẻ livestream nhấn cho em xin nút chia sẻ livestream với. 2 lần trang cá nhân, 3 lần trang hội trợ nhóm cho em ạ. Dạ ok chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền ok chị ạ. Chị Võ Thị Thanh Huyền ok chị Nguyễn Hằng ok chị này. Em chốt đơn cho các chị mức giá là 189.000 đồng. 189.000 đồng của mã KM6 nhá. Em chốt đơn chị Bình Thanh ạ, chị Hoàng Chi ok chị. Có mỗi 4 mấy cái đây nhỉ? 5 cái của KM6 đẹp lắm. KM6 kèm số điện thoại cho em. Được chưa? KM6 kèm số điện thoại. Đợi em một tí để em chia sẻ bài. Cái điện thoại này bây giờ em không vào được pet các chị. Cái điện thoại này bây giờ em không vào được pet để em chia sẻ bài không. Nào vứt ra đấy mai cho bọn nó chốt đơn luôn đi. Cho em xin mỗi chị một nút chia sẻ livestream với. Ok chị gái. Ok chị Thơm Quảng có đơn ạ. Chia sẻ livestream cho em ạ. Chỉ áp dụng các chị chia sẻ like thôi. Nha, không chia sẻ like em không ưu tiên chốt đơn mã đấy đâu. 189.000 đồng ạ. Được chưa? Khuyến mãi đi các chị. Tiếp tục cho em mã này luôn ạ. Nhận hàng được xem hàng, kiểm tra hàng. Nói chung là các chị thích làm gì thì làm. Nó phải gọi là đẹp xuất sắc như thế này. Được chưa? Nó phải gọi là đẹp xuất sắc như thế này của mã KM7. Các chị lên đơn là KM7 cho em ạ. Mã này gọi là em đã phải để lại rồi các chị ơi. Mỗi chị yêu ít tậu cho mình ít nhất là một cái. Mỗi chị yêu tậu ít nhất cho mình là một cái của mã này. Không chia sẻ bài được về này anh ơi. Anh bỏ cái mã này ra đi. Cho em xin mỗi chị một gái, mỗi chị gái một lúc chia sẻ livestream với nào. Chị nào chưa nhấn chia sẻ, nhấn chia sẻ để lát em quay mini game. Ít nhất là chia sẻ hộ em này. 2 lần trang cá nhân, 2 lần trên trang cá nhân, 3 lần trên các trang hội trợ nhóm nhá. 2 lần trên các trang cá, 2 lần lên trang cá nhân, 3 lần lên các trang hội trợ nhóm. Để chế độ theo dõi fanpage hộ em. Được chưa? Để chế độ theo dõi fanpage hộ em. Nha mọi người, KM6 bây giờ em qua mã luôn. Bây giờ các chị lên đâu là KM7. KM7 em nói luôn các chị yêu này, hàng nó đỉnh cao luôn, siêu nhẹ. Siêu nhẹ, siêu đẹp. Đơn của chị Hương Giang Võ đi chưa để dồn đơn à? KM7 kèm số điện thoại cho em. Các bác nghe giá đây này. Trời ơi, hàng em đã cam kết con này ngoài thị trường không có dưới 800.000, được chưa? KM7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Cho em màu hồng vào đây nữa nào anh ơi. Đủ màu của mã này đi, KM7 này. Lên đơn là KM7 cho em đang có của màu lâu kìa. Các chị nhìn cho em từ cái quả lông của nó này. KM7 ạ. Các chị ơi 200. Nghe giá này, 239.000 đồng. 239.000 đồng, nó cũng chỉ có 180 cái thôi nha, nó cũng không có nhiều. Mã hàng này lên đơn là KM7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Sớm nay hả? Có 3 màu này thôi gì? Đen sữa và màu lâu này cho em.
Comment của em luôn là KM7 kèm theo số điện thoại 239.000 đồng. Nó cũng chỉ có gì ạ? Nó cũng chỉ có của ba màu. Cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream với. Chị nào chưa chia sẻ livestream nhấn cho em xin lúc chia sẻ livestream với ạ. Comment của em luôn là KM7 kèm số điện thoại cho em ạ. Từ 40 cân cho đến 65 cân đổ về em bao vừa. Con này nó dáng suông. Con này phải nói luôn các chị yêu là nó hàng cao cấp, nó siêu siêu đẹp. Rồi ôi, KM7. Các chị ơi, những cái dòng áo như này các chị không mua năm nay không mặc, các chị mặc sang năm. Mà năm nay các chị không mua cái giá như thế này, các chị không mua, các chị mua cái giá như thế nào nữa. KM7 cho em. Em chốt chị Lê Diễm Thúy, em chốt chị Nguyễn Hằng, ok. Comment cho em phao ngắn là đến 58 cân KM7 chị Nguyễn Anh, ok chị. KM7 kèm số điện thoại cho em ạ. Áo á, áo em chốt, à túi sách em chốt trưa này rồi chị ơi, vẫn còn nhưng mà không biết là còn màu gì ạ. Comment hộ em luôn là KM7 và kèm số điện thoại cho em ạ. KM7 nha các chị ơi. Đây ạ, em đang có của ba màu. Đang có của ba màu, các chị nhìn cho em này. KM7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho chị em nhà mình là 200 bao nhiêu? 39.000 thôi á. 239.000 đồng của KM7 nhá. KM7 239.000 đồng cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ livestream. Dạ em chốt cho chị Quỳnh Nguyễn có, chị Dơn Sang Phúc Linh có, em chốt chị Ma Thị Tiêu, ok chị. Lên đơn giúp em là KM7 và kèm số điện thoại. Em chào chị Trần Quang Phu. Em đang có của ba màu. KM7 em đang có của ba màu, màu đen này, màu sữa cho em này. Màu đen, màu sữa và màu lâu của KM7. Ôi trời ơi, cầm cái áo lên nó sướng cuộc đời luôn các chị. 239.000 đồng. Dạ em chốt đơn cho chị không khóc nhé. Ok chị này. KM7 em chị Ma Thị Tiêu có rồi ạ. Mình lên KM7 em chốt chị Cẩm Hà có đơn ạ. KM7 em chốt chị Thảo Nguyên, ok chị. Lên giúp em trang là KM7. Bây giờ em trang qua cho các chị màu này là màu sữa nhá. À màu lâu nhá các chị nhá. Rồi ôi các chị ơi, nhìn cho em ạ. Hàng nó đẹp nhức nhối luôn các chị. 239.000 đồng. Nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi toán phao, nó mềm, nó nhẹ, nó đẹp cực kỳ luôn ạ. Dạ em chốt cho chị Thơm Quang có đơn, em chốt chị Hạnh Vũ có đơn, em chốt chị Lan Lan có đơn của KM7 ạ. Chốt hộ em luôn, em chào chị Linh Phong. Em chào chị Linh Phong ạ, em chào chị gái Bùi Giang ạ. Mình lên đơn giúp em trang là KM7 ạ. Kèm theo số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho chị em nhà mình luôn là 239.000 đồng. Các chị một cái áo mua một, mua phải tầm 3-4 cái áo, 4 cái áo nhà em đi. Không, tầm 4 cái, đúng thật, tính ra tầm 4 cái. 4 cái áo nhà em bằng các chị ra ngoài mua một cái, được chưa? Bây giờ chị em mình mua tặng ai thì mua, quá sướng đời luôn ạ. 180 cái thôi ạ, chị Nguyễn Hậu, ok chị gái của KM7 ạ. Mã này em không dám đăng Zalo luôn. Mã này hôm nay về em không dám đăng Zalo bởi vì em rất sợ cái mã hôm qua. Hôm qua em chốt đăng Zalo vì hôm qua em cũng có tí thôi. Thế là xỉ đăng lên là hôm nay là vẫn phải chốt cho xỉ. Nên là nhiều chị khách lẻ hôm nay em không có trả hàng được. Của cái mã hôm qua các chị nhớ không, cái mã CM36 ấy. Cái mã này lên đơn trong luôn là KM7 và kèm số điện thoại cho em. KM7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị nhìn cho em này. Trời ơi, hàng nó gọi là em đã bảo câu là đẹp nhức nhối rồi mọi người. Gọi là đẹp nhức nhối cho các chị em mình rồi ạ. 239.000 đồng. Em chốt cho chị Thảo Vi, em chốt chị Mơ Hương ạ. Sao không gọi điện chốt đơn giày á? Chị nào chưa được gọi điện chốt đơn lên mã là chưa gọi điện chốt đơn kèm số điện thoại. Dạ em chốt cho chị Tâm Thanh, ok chị yêu. Lên hộ em luôn là KM7 và kèm số điện thoại cho em. 239.000 đồng. 239.000 đồng các chị nhìn cho em này. Em đã bảo rồi, con áo này các chị lên có, mùa đông nào cũng lên có. Mùa đông là mình không thể thiếu con áo tròn dài này được. Các chị ơi, mình đi ra cái hàng gọi là hàng kiểu gì, hàng người ta gọi là bán hàng cũ, hàng si à, hàng si đúng không? Mình đi có các chị có đi ra mua những cái hàng si, những cái áo choàng dài như thế này thôi. Các chị mua nó đã phải tầm 250, 280 đến 350 một cái rồi. Đấy là giá gọi là hàng cũ lắm ấy. Đúng không các chị? Còn những cái mới mới không có dưới 400.000 đâu. Là hàng si đa nha, còn hàng mới như này các chị mua không bao giờ có dưới 800.000. Comment cho em mã này luôn ạ. KM7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em chốt cho chị Nguyễn Hương, ok chị này. Phao ngắn em có, em chào chị Vi Thuần ạ. Lên đơn của em luôn là KM7 và kèm số điện thoại cho em. Được chưa các chị yêu, được chốt đơn với mức giá là 239.000 đồng. 239.000 đồng của KM7. Mọi người lên đơn là KM7. Hiện tại em đang có màu 3 màu này. Màu em đang mặc màu lâu, màu đen và màu sữa cho em. Được chưa, lên giúp em là KM7 và kèm số điện thoại. KM7 và kèm số điện thoại cho em 239.000 đồng. 239 nhá mọi người. Mọi người lấy thì mọi người lên đơn hộ em luôn là KM7 và kèm số điện thoại cho em ạ. KM7 và kèm số điện thoại cho em không ạ? KM7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Trang ơi, còn áo lam màu sữa hôm qua họ bán hơn 400k không? Dạ em không nhớ hàng đâu ạ. KM7 chưa gọi điện chốt đơn, ok chị gái luôn, chuyển khoản rồi, ok chị. Lên hộ em luôn là KM7 cho em kèm số điện thoại. Dạ được chị ơi, đẹp lắm. Con áo này mặc nó phải rộng rộng nó mới là xịn sò. KM7 cho em ạ. 239.000 đồng một cái. 239.000 đồng một cái của KM7 nhá. Nhặt ra rồi, ok chị. Ui dồi ôi, nó không có nhiều đâu các chị ơi. KM7 và kèm số điện thoại 239. 239.000 đồng em chốt chị Xuyên Trần, ok chị này. Chốt giúp em
Mã hàng là KM7 và kèm số điện thoại. Mã hàng là KM7 và kèm số điện thoại. Còn màu nám chưa mặc không nhỉ? KM7 và kèm số điện thoại cho em 239.000 đồng. Dạ ok chị. Chị ơi em đang chỉ có 3 màu như này thôi mà. Em chỉ có màu sữa này. Màu này là màu màu sữa này. Màu này của em màu lâu này. Màu này của em màu lâu này. Rồi chặn lên của em luôn là KM7 kèm số điện thoại cho em. Xin mỗi chị nút chia sẻ live stream với KM7 kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho chị em nhà mình luôn là 239.000 đồng. Và màu đen nhá. Và màu đen ạ. Chị nào lấy màu nào lên màu đấy cho em ạ. KM7 nha các chị ơi. KM7. Dạ em chốt chị Ái Nhi ok chị. Chốt hộ em luôn là KM7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Hết hàng rồi chị Thảo Nguyên. KM7 kèm số điện thoại ạ. Áo hôm qua của ôi bán 199.000 nha các chị ơi. Hôm nay các chị bảo là gì ạ? Đây như chị Lan Lan đây lấy 10 cái đây. KM7 và kèm số điện thoại. Hôm qua bảo không bán xỉ nhưng mà nhỡ chót đăng lên Zalo rồi nên là xỉ vẫn bon chen 5-10 cái. Hôm nay hàng không đủ chia. Con mượn là KM7 cho em và kèm số điện thoại đúng không ạ? KM7 qua chót đăng lên Zalo rồi nay vẫn không đủ chia cho khách. Rất đẹp luôn. 239.000 đồng của KM7. Chị yêu nào lấy KM7 lên đơn KM7 cho em. KM7 cho chị Ngô Nhung một cái ok chị này. 239.000 đồng một cái. Mình comment giúp em luôn là KM7 và kèm số điện thoại. Em treo một cái màu đen lên đi. À em mặc một cái màu đen đi. Em treo một cái màu sữa đi. Chị nào lấy KM7 lên đơn là KM7 cho em. Lên Thao Lam. Ok chị Ngô Nhung rồi. Thao Lam anh ơi xem còn bao nhiêu cái mang nốt đen tặng nốt. Gọn gàng đi. KM7 và kèm số điện thoại cho em. Nha dạ em chốt chị Thanh Tâm màu đen ok chị. Loại này đẹp. Úi dồi ôi. Nhìn phát là các chị thật sự tinh mắt. Nhìn cái là các chị biết rồi. Em khỏi cần giới thiệu nhiều. KM7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Hàng này nó chất lượng dã man luôn. 239.000 đồng của KM7 nhá. Bác lên lên đấy thì comment cho em luôn là KM7. Máy sấy tóc em hết hàng từ lâu rồi mà đợt này có về là máy sấy tóc đâu. Áo phao cổ lông anh ơi. Treo cho em cái kia nào. Treo cho em cái áo KM7 lên nào. Ôi giời áo phao cổ lông này hôm nọ chị nào chưa chốt được hay chốt nọ cho em với. KM7 nhá, em qua mã nha mọi người. KM7 em qua mã. Rồi cho lên đơn của em luôn là KM7 và kèm số điện thoại cho em qua mã. Hôm nay là không dám đăng cái mã này lên Zalo một tí nào luôn. Em chỉ dám đăng lên Tết để chiên khách lẻ thôi đấy. KM7 và kèm số điện thoại cho em. Rồi ok một cái KM7 màu sữa luôn nhé. Ok chị Lan Lan. Chốt em luôn là KM7 và kèm số điện thoại cho em. Giá là 239.000 đồng cho em xin mỗi chị nút chia sẻ livestream. Tí nữa loát được là em quay video game cho mọi người luôn. Đợt trả KM7 cho chị Xuyên Trần một cái, KM7 chị Phùng Hòa một cái. Ok chị. Mạng lóa chị. Chị ơi, thử xem lại xem nào, bạn thoát ra rồi vào lại cho em ạ. Dạ chị Diệp Hoàng ok có đơn KM7 239.000 đồng. 239 chốt em qua M7 kèm số điện thoại. Cái mã này của em tất tần tật đó là phao chất thô như này. Chợ phao chất phao là chất phao thô hàng đẹp. Đây logo này treo cho em cái KM7 màu sữa lên đi anh. Lên cho em mã này luôn là KM8. 60 cân đổ về cho em mã này. Túi giặt túi giếc nhà em hết hàng rồi ạ. Túi giặt túi giếc tầm này những cái đấy em đã bảo các chị là ngày trước em bán trước Tết cho các chị rồi. Rồi tầm này nhà em nhiều hàng kinh khủng luôn. Váy Tết rồi là phao viết rồi xả rồi chân ga rồi các kiểu cho các chị rồi. Bây giờ không thể tham được những cái mã đấy các chị. Mười mấy nghìn. Bán cái mười mấy nghìn đấy nó toàn bị lẫn lộn thôi. Ngày mai khả năng là em sẽ về thêm một lô túi cho các chị chốt cho bé thôi. Túi bé nhà mình khách vẫn thiếu nhiều đúng không? Khách vẫn hỏi nhiều đúng không? Mã này mọi người lên đơn cho em luôn cả xỉ cả lẻ đều hỏi. Nên cố gắng là ngày mai về đến đây được thì tốt. Các chị ơi nhìn cho em cái chất phao của nó này. Ui trời ơi siêu nhẹ. Chị Hương đang võ chốt mã này đi. Nhìn định đặt nhưng logo á chị. Ui dồi ôi cái này đẹp quá. Ủa đúng không có logo. Nhưng mà con này đẹp quá các chị. Nhẹ bông bông luôn. Con này nhẹ lắm luôn. Mã hàng KM08 KM8. Con mừng giúp em luôn là KM8. Hôm nay sẽ về mấy màu đấy. KM8 này về mấy màu đấy. KM8 này em sẽ về cho các chị yêu là 3 màu nhá. Chị yêu đây KM8 em sẽ về 3 màu. Treo em mới nào. KM8 này em sẽ về cho các chị yêu là 3 màu. Chị yêu nào mình lấy mã này mình comment hộ em luôn là KM8 với. KM8 với các chị ơi. Các chị nghe này, 200 bao nhiêu nhỉ? 159 đúng không? Ui giời ơi. Rẻ như một con áo gió luôn. 159.000 đồng của KM8. Mọi người comment KM8 cho em đi. Được cho KM7 màu đen chốt chị Dung Phạm ok giày size 37 còn ạ. Hu hu Trang ơi. Chị Trang ơi, mua lợ chứ tích quần áo nhà chị quá ok tình yêu. Comment cho em mã này luôn là KM8. Các chị nhìn cho em cái chất phao này. Thật sự luôn. Trời ơi. Sao mà nó lại cứ đẹp quá như thế này. Các chị nhẹ phèo mà ấm cực kỳ luôn. KM8 em đang có 3 màu. Màu xanh ạ, màu xanh của em là màu xanh ngọc nhá. Năm nay cũng cực hot màu xanh luôn các chị. Năm nay cực hot màu xanh luôn. Màu này của em là KM8 màu xanh ạ. Được chưa? Và KM8 của em màu màu gì ạ? Màu sữa.
KM8 của em màu đen ạ. Các bác lên đơn cho em là KM8 kèm số điện thoại cho em ạ. Em chốt chị Lê Diễm Thúy, ok chị. KM8, áo đằng sau là KM7 chị ơi. Áo đằng sau của em là KM7 chị Nga Milo. Áo đằng sau của em là KM7, mức giá là 239.000 đồng, đẹp lắm. Đấy chưa, mạng trắng quá Trang ơi á chị. Thoát ra rồi vào lại cho em xem nào. Lên đơn là KM8 cho em kèm số điện thoại, em chốt đơn. Đấy chưa, KM8 và kèm số điện thoại cho em ạ. KM7 dạ chị Nguyễn Hương chốt được rồi. KM7 chốt được rồi, lên tiếp KM8 cho em. Lên cho em mã này luôn là KM8. Tất tần tật mã này nó đều là phao thô. Chất liệu là phao thô, siêu nhẹ, trần này, trần lót lông nhá. Ok chị Trang Hằng. Thank you chị yêu. Comment cho em mã này luôn là KM8 này, treo vào này. KM8 em mặc màu đen cho mọi người. Em sẽ mặc đủ màu cho các bác chốt. Cho em xin mỗi chị một lúc chia sẻ ra trên với. Chị nào chốt mã này lên đơn cho em luôn là KM8. Ok cho ạ, chị Cường Mạnh có đơn, cái này là phải chốt. 159.000 đồng, 159.000 đồng của KM8. Mọi người nhìn cho em này, KM8 và kèm số điện thoại cho em ạ. Phao dạ ok chị. Lên đơn em luôn là KM8 nhá. Thích mua hàng nhà chị chắc. Em cảm ơn chị Nga Milo. KM8 và kèm số điện thoại phao lam em còn ạ. Đây ạ, toàn bộ chất phao của nó là chất phao thô hàng cao cấp này. Chất phao thô hàng cao cấp cho em mã hàng này. Chốt giúp em là KM8. Dạ em chốt màu sữa chị Kim Anh, ok chị. KM8 hàng này siêu nhẹ mà siêu ấm luôn ạ. Siêu nhẹ mà siêu ấm luôn ạ. Lên đơn của em là KM8. Em đang có 3 màu, xanh ngọc cho em ạ, màu đen cho em và màu sữa cho em ạ. KM8 em chốt chị Lê Thị Thanh Hương, ok. KM8 chốt chị Nguyễn Nhàn, ok chị. Lên của em luôn là KM8 và kèm số điện thoại cho em. Mức giá cho chị em nhà mình là 159.000 đồng, 159.000 đồng. Em cảm ơn chị Trang Hằng nhá. Lên đơn của em luôn là KM8 ạ. Các chị ngắm lại màu đen này, ngắm lại cho em màu đen ạ. KM8 kèm số điện thoại. Bây giờ em qua màu sữa treo lại em ạ. KM8 dạ em chốt chị Linh Nha qua, ok chị. KM8 kèm số điện thoại cho em 159.000 đồng, 159.000 đồng của KM8 nhé mọi người. Đấy, nó siêu đẹp như này luôn ạ. 60 cân đổ về chị yêu ơi. Chốt giúp em là KM8 đi, con này đẹp quá mọi người. Toàn bộ cái chất bên ngoài này này, nó là chất phao thô này. Hàng cao cấp cực kỳ luôn. KM8 kèm số điện thoại cho em 159.000 đồng, 159. Em chốt chị Mai Thị Tiêu một cái, ok chị. Lên đâu em luôn là KM8 và kèm số điện thoại cho em ạ. Còn áo chữ M cho bé không? Dạ em còn chị ơi. KM8 và kèm số điện thoại, em chốt đơn hàng sau nam đi, ok chị. KM8 màu xanh, em chốt chị Thu Hoàng có đơn. Mình lên hộ em luôn là KM8 nha các chị gái nhá. KM8 em chốt chị Thảo Nguyên, ok chị này. Chốt hộ em mã hàng KM8. Đẹp quá mấy chị ơi, 100 bao nhiêu nhỉ? 159.000 đồng, 159.000 đồng của KM8. Em đang có của 3 màu này. Em đang có của 3 màu các chị nhá. KM8 cho em ạ. Em chốt cho chị Thu Hoàng KM8 ạ. Em chốt cho chị Hoàng Chi KM8 ạ. Quần nam còn khóa chân em còn không ạ? Còn chị, quần nam khóa chân còn nguyên của size gì thôi? Còn nguyên của size gì thôi? Dạ em chốt chị Nguyễn Hương KM8, ok ạ. Phao béo đằng sau ạ. Dạ phao béo đằng sau em vừa like rồi, mã hàng KM7 chị ạ. KM8 cho em màu đen này. Các chị ngắm cho em ạ. 159.000 đồng, 159.000 đồng. KM8 màu này của em màu xanh. Được chưa? Lên đơn hộ em trang mã này luôn là KM8 và kèm số điện thoại cho em. KM8 và kèm số điện thoại cho em ạ. 159.000 đồng một cái, 159 nhá. Mọi người lên đơn hộ em luôn là KM8 và kèm số điện thoại cho em 159. 159.000 đồng. Dạ ok chị, ok chị Võ Thị Thanh Huyền đổi được. Chưa đi đơn đổi thoải mái nha các chị nha. Chứ nhà em không khó khăn, có những nai nhà người ta là gì ạ? Đặt đơn rồi không được đổi. Nhà em bán hàng cho các chị em đã bảo rồi, nhiệt tình, dễ tính, gọi là dễ dã man luôn ạ. Comment của em luôn là KM8 và kèm số điện thoại cho em. Mức giá chốt tại live chị em nhà mình luôn là còn 100. 100 bao nhiêu tiền nhỉ? 159.000 đồng ạ. Dạ em chốt cho chị Hứa Mưa có KM8 ạ. Em chốt cho chị Nầu Quỳnh Mai KM8 ạ. Em chốt chị Thu Hà KM8 ạ. Lên giúp em là KM8 và kèm số điện thoại cho em ạ. 159.000 đồng, 159.000 đồng cho em ạ. 159.000 đồng cho em mã này KM8 và kèm số điện thoại. Cái mẫu này của em thì nó chỉ còn đúng một cái màu sữa thôi. Đúng một cái màu sữa, một cái màu rêu, một cái màu rêu tím than màu đen. Ơ cái phao siêu nhẹ nam này hết rồi à anh? Hết đen à? Các chị nhìn cho em ạ, tất tần tật mã này của em là phao siêu nhẹ nam. Bình thường em bán là 188.000 đồng nhá. Hôm nay còn bao nhiêu xả lốt hết cho em luôn mã này. 168.000 đồng của KM9. Được chưa ạ? KM9, KM8 chốt chị Thu Huyền Nguyễn có, KM8 chốt chị Nhật Lệ, ok chị. Lên cho em mã này luôn là KM9 cho em và kèm số điện thoại. Bộ đồ bộ 138.000 em còn chị. Nhưng mà còn nguyên của màu gì á em cũng không nhớ đâu. Mã này các tình yêu lên đơn cho luôn là KM9 cho em.
Được chưa? Quần đang mặc ạ, quần đang mặc ngày mai báo nhân viên của em nhá, 90 mấy nghìn ấy, 99 nghìn đồng hay sao ấy. Ok chưa? Cái này mọi người lên đơn cho luôn là KM9. Hàng này của em là hàng nam siêu nhẹ, cái form rất là đẹp luôn. 168 nghìn đồng, em chốt chị Bình Hùng Phong Phạm có đơn ạ. Lên đơn cho em mã này luôn là KM9 cho em ạ. Màu này của em đang mặc là màu tím than. 168 nghìn đồng, 168 nghìn đồng cái form của nó đây các chị này. Quần áo lam là đẹp nhất là phải lên form được. Đẹp nhất là phải lên được form. Chốt cho em luôn là KM9 cho em ạ. KM9 và kèm số điện thoại em chốt đơn. Ôi cái áo này đẹp thế. KM9 và kèm số điện thoại em chốt đơn hàng. Được chưa ạ? Anh ơi cái này còn màu đen không? KM9 cho em ạ. KM9 chị Sơn. Đây là màu tím than ạ. Em đang có màu tím. Ô thế thì làm gì còn mấy cái nữa đâu. 168 nghìn đồng nốt cho nó gọn gàng. Comment KM9 và kèm số điện thoại cho em màu rêu, màu sữa và màu tím than. Thử xem còn màu đen nào. Thế thì trông không còn đâu, cái này của em đến 70 cân, 50 cân đến 70 cân, nó chỉ còn đến size XL thôi, 2XL hết rồi sao ấy. KM9 em chốt cho chị Hà Nga, ok chị. Lên giúp em là KM9, cái form của nó đẹp lắm mọi người ơi. Nhẹ khèo, phèo, 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 phèo. Siêu siêu nhẹ luôn, KM9 và kèm số điện thoại cho em. KM9 kèm số điện thoại cho em, đấy. Form của nó lên rất là gọn, rất là đẹp luôn, màu đen nữa đúng không? Màu đen còn nhiều không? KM9 màu đen đây. Chốt hộ em là KM9 nhá, 168 nghìn. Áo phao nam chất đẹp lắm, nhẹ, ok, ok. Em cảm ơn chị Ma Thị Tiêu. Nói chung chị em mình mua khá là nhiều mã này rồi. Bây giờ em chỉ còn vài cái nữa thôi. Chốt lốt là không bao giờ về phao nam nữa nha các chị nha. Đây, chị nào lấy mã này lên đơn cho luôn là KM9. Tức là năm nay sẽ không về phao nam nữa. Chờ comment của em luôn là KM9. Kèm số điện thoại màu sữa thì đẹp khỏi bàn rồi. À màu sữa này thì đẹp khỏi bàn rồi. Còn màu này màu tím than cho em nào. Comment hộ em là KM9 và kèm số điện thoại cho em. KM9 em chốt chị Quý Hiền, ok chị Duyên Trần Thị, ok chị Hà Nga, ok chị lên đơn của em luôn, chị Minh Meo, ok này. Comment của em luôn là KM9 và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu đây là của em sao là màu đen. 168.000 đồng của KM9. Các bác lên đơn giúp em là KM9 và kèm số điện thoại 168 nhé. 168.000 áo dài em lên rồi ạ. Đợi em một tí ạ, KM9 và kèm số điện thoại cho em ạ. KM9 kèm số điện thoại cho em. Được chưa, 168.000 đồng. 168.000 đồng hàng toàn bộ là hàng trần như này. Toàn bộ là hàng phao siêu nhẹ của nam. Lên đơn giúp em luôn là KM9 và kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ ok chị Hương Giang Võ có KM9 á. Ui cái phao của nó chất đẹp lắm chị ơi. Cái phao của nó chất nó đẹp dã man luôn này. Lên đơn là KM9 cho em ạ. Dạ em chốt cho chị Trang hàng có đơn. 168.000 đồng nốt cho em mã hàng KM9. Em chốt chị Hàng Vũ KM9. Mình lên comment hộ em luôn là KM9. Áo lam này mặc miền lam mặc thích lắm, nhẹ mà ấm lắm. Em cảm ơn chị Mai Ly. Áo lam này em bán quá nhiều rồi các chị ạ. Mặc nhẹ tênh luôn ạ, áo siêu nhẹ mà các chị. Siêu nhẹ ạ, comment của em luôn là KM9 ạ. Dạ em chốt cho chị Thắm Hoàng KM8, ok để lại số điện thoại cho em ạ. KM9 màu đen cho chị Bình Thanh, KM9 cho chị Hà Nga màu sữa, ok chị. Lên quần khóa chân đi anh ơi. KM9 chị Nguyễn Vân à. KM9 và kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ em chốt cho chị Linh Nha Khoa có đơn ạ. KM9 kèm số điện thoại cho em. Mức giá chốt tại live cho chị em nhà mình luôn là 168.000 đồng. 168.000 đồng của KM9 nhá. Lên giúp em luôn là KM9 và kèm số điện thoại. Ok chưa, lên giúp em luôn là KM9 và kèm số điện thoại cho em. Ơ cái áo mã hôm qua còn à anh? Anh mã áo hôm qua, mã CM36 hôm qua còn à? KM9 chị Sơn Giang Linh Phúc, ok chị. KM9 và kèm số điện thoại không? Của nam chị, của nữ bao nhiêu hàng đẹp tội gì? Trời ơi các chị ơi, của nam là của nam, nữ bao nhiêu hàng đẹp chị em mình tội gì? Tội gì mình phải mặc hàng nam? Trong khi mình hàng nữ mình rất là nhiều và rất là đẹp. Đúng không? Trừ khi là ôi rồi không có hàng nữa thì mình mới phải mặc sang hàng nam. Chứ còn nó có như thế này thì tội gì mình em chị em mình phải mặc. Đúng không ạ? Tội gì chị em mình phải mặc. Áo da cá này có 25 cái thôi phải không anh ơi? Cái mã này mọi người lên đơn là KM9 cho em. Dạ màu chị Hiền Bùi Thị có đơn ạ. KM9 và kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ em chốt chị Nguyễn Hậu, ok chị đến 70 cân đổ về ạ. KM9 và kèm số điện thoại cho em ạ. Để im em xem cái mã hàng này còn không nhá. Mã hàng này còn không nhá. Mã hàng này thì nhiều chị hôm qua là em phải gọi điện lại là báo là không có hàng rồi. Ma lên đơn trong luôn KM10. Dạ chị Minh Đức có đơn KM9 đẹp lắm. KM9 đẹp lắm luôn các chị ơi. Tiếp tục cho em ạ. Còn tầm này mà về được cái hàng tàu như này thì gọi là ngóng mỏi hết cả mắt luôn đấy các chị. Gọi là em ngóng hàng này mỏi hết cả mắt để về bán Tết cho các con đây này. Ngóng mỏi hết cả mắt để về bán Tết cho các con này. KM10. Được chưa ạ? Chốt rồi em luôn là KM10 và kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ chị Hoa Sen có, chị Hiền Bùi Thị có rồi ạ. KM9 cho em ạ. Chị lấy màu hồng đó đi Trang, ok chị. Rồi vứt luôn cho chị gái Hương Giang Võ 198.000 đồng. Nhá 198.000 đồng. Ok chưa? Anh ơi. Rồi bây giờ lên cho các chị mã hàng KM10. Cái mã này là phải chốt. Không chốt cho bé thì không biết chốt mã hàng nào luôn. Nó đẹp, nó xịn, nó là hàng chuẩn tàu, chuẩn hàng Quảng Châu. Chốt KM10. Cho em cái áo sơ mi vào đây để em mặc nào.
KM10 và kèm số điện thoại cho em nào. Đọc đọc của cái mã này nào, đọc sai nào. Ui trời ơi đẹp quá, có 25 cái thôi phải không? Cái đấy ghi cho chị Hương Giang võ. Cái này đây là KM10 cho em 20 cân đến 35 cân à? 20kg đến size 35kg áo hip hop cho bé trai. Toàn bộ chất da cá tàu em bán 89.000 đồng. 89.000 đồng nhiều chị không có giá nhập nhá. Toàn bộ tay của nó tay pha 3D này. Cái mẫu này bình thường các chị đi nhập vào các chị phải nhập vào trăm mấy rồi. Riêng size, nếu như size từ 8 cân đến size 16 cân các chị nhập vào 80-90.000 là chuyện bình thường. Còn trên nhé, trên tầm 20 cân trở lên ấy, nhập vào toàn trên 100.000 thôi, KM10. Đúng không? KM10 em đang có của KM10 màu ghi này. Chốt KM10 kèm cân nặng cho em. Đấy chạy KM10 và kèm số điện thoại chị Nguyễn Luyến có đơn KM19 ạ. Rồi lên áo đằng sau ok chị. Chốt em luôn là KM10. Tí nữa lấy cho An cái KM10 mặc tên. Tay của nó toàn bộ là tay pha 3D. KM10. Áo này bé trai bé gái mặc được hết cho em mã này. Chốt giúp em là KM10 kèm số điện thoại cho em 89.000 đồng. Treo treo hàng của em với nào anh ơi. KM10 và kèm số điện thoại cho em ạ. KM19 màu sữa cho chị. Ui dồi ôi sao nhiều chị chốt màu sữa thế. Màu sữa của em chắc không còn nhiều thế đâu. Mọi người ơi, mọi người chốt màu khác đi. Áo khác nha, mọi người chốt cho em màu tím than, màu đen đi. Mọi người ơi, màu nào cũng đẹp mà. KM10 là em chốt chị Hương Nguyễn có ạ. KM10 bộ nam em về rồi. KM9 cho chị Hà Linh ok. Chị treo cho em mã này. KM10 chị Diệu Thúy có ạ. Có mừng KM10 cho em ạ. Treo màu cho em nào. KM10 kèm số điện thoại cho em mới mọi người. 20 đến 35 cân đúng không nhỉ? 20 cân đến size 35 cân lại lên đơn em luôn là KM10 kèm số điện thoại. Lên đơn em luôn là KM10 kèm số điện thoại cho em ạ. Không đẹp không lấy tiền các chế đâu. Không đẹp không lấy tiền các chị đâu ạ. Dép quay hậu dạ còn ạ. Cho em xin mỗi chị một lút chia sẻ livestream với nào. Chị nào vào live chưa chia sẻ livestream cho em xin lút chia sẻ livestream với. Lên cho em mã luôn là KM10 em có màu xanh ngọc này. Chờ KM10 em có màu xanh ngọc, KM10 em có màu ghi ạ. Chốt rồi em luôn là KM10 ạ, 89.000 đồng một cái ạ. 89.000 đồng một cái của KM10. Trời ơi, áo hip hop cho bé ạ. Chốt rồi em luôn là KM10 và kèm số điện thoại chị Hoàng Lan ok chị. Rồi ok chị KM10 rồi em chốt chị Hương Nguyễn ạ. Em chốt rồi chị KM10 chị Nguyễn Thị Hoa ok chị. Quần khóa chân đợi em một tí đây rồi chồng em mang vào đây rồi ạ. Chị Khải Anh Nguyễn có KM10, chị Hợp Bác có KM10 ạ. Ui trời ơi các bác ơi. Áo hip hop cho bé này. Ôi trời 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 ơi nó xuất sắc quá mọi người ơi. Mọi người lấy thì mọi người lên đơn là KM10 cho em ạ. Chị nào có đơn thì comment dồn đơn với nhá. Chị có đơn buổi trưa comment dồn đơn với nhá. KM10 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Nguyễn Vân ok ạ. Chị Nguyễn Nhàn ok KM10 ạ. Lên giúp em là KM10. Hàng Quảng Châu cao cấp và em Trang đang đầy đủ size. Size cho các bé từ size 20 cân đến size 35 cân. Được chưa? 20 cân đến tận size 35 cân lên đơn cho luôn là KM10 cái mẫu hoodie này này. Cái mẫu này là em mong em ngóng bao nhiêu ngày hôm nay nó mới về được hàng đấy ạ. Để em bán Tết cho các bé ạ. KM10 và kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị nhá, KM10 là em chốt chị Linh Nha Khoa, em chốt cho chị Dương Hùng Dương có ạ. Phao Lam em vừa like rồi chị ơi. KM10 em chốt chị Luyến Nguyễn ok chị này. Cho em xin cái sạc cái kệ gấu vào đây đi chồng ơi. KM10 dạ em chốt đến 35kg ạ. 89.000 đồng. Em đọc lại màu rồi em qua mã này. KM10 em đang có của màu xanh ngọc này. Các chị ơi đẹp quá. KM10 màu xanh ngọc này. KM10 của em là màu ghi ạ. Đây là màu ghi cho em ạ. Lên đơn của em luôn là KM10 kèm số điện thoại cho em ạ. Được chưa? KM10 của em đây là màu đen ạ. Các chị chốt KM10 kèm cân nhá, kèm màu cho em ạ. 100% của nó là hàng cốt tông tàu, da cá tàu chứ xin lỗi các bác. Chất đẹp dã man KM10 kèm số điện thoại cho em. Em chốt chị Nguyễn Dung KM10, em chốt chị Hoa Sen KM10 ạ. Còn HD Lót Nhung dạ em hết hàng rồi ạ. Con buồn của em luôn là KM10 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Nguyễn Thanh nên kiểm tra đơn hàng em không biết đâu. Chị Yến Nhi có đơn KM10, em chốt chị Nguyễn Thị Hoa KM10 cho em ạ. Con mượn hộ em luôn là KM10 và kèm số điện thoại ạ. Chị Lầu Quỳnh Mai ơi, giày lữ của bé trai bé gái ạ. Giày lữ của lần lữ hay là của bé ạ. KM10 chị 10 giờ hoa ok ạ. Phao hip hop em còn đấy chị. KM10 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá này 89.000 đồng. Em đọc lại màu qua mã nhá. KM10 màu cam cho em ạ. KM10 màu đen cho em này. Đó, mọi người chốt màu đi ạ. KM10 màu này của em là màu ghi ạ. Và KM10 của em là màu xanh ngọc hàng Quảng Châu cao cấp ạ. Được chưa? KM10 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Nguyễn Khắc, chị Nguyễn Bình Khắc à. KM10 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Lốc Văn Nam có đơn KM10 em chốt đơn ạ. Dạ chị Hoa 10 giờ ơi, cái này của em Trang là chỉ có size từ 20 cân đến size 35 cân thôi ạ. KM10 và kèm số điện thoại. Người lớn thì em sợ không còn hàng đâu chị. KM10 và kèm size kèm số điện thoại cho em ạ. Cho các chị với mức giá là 89.000 đồng. Đây chị nào vào sau mình chưa chốt được mã hàng này mình lên mã hàng em đang mặc là KM3, KM6 á. KM6 cho em ạ. KM10 em chốt chị Linh Nha Khoa có đơn ạ. Comment hộ em luôn là KM6. À KM6 cho em. Cái áo dài này là KM mấy? KM7 á.
Áo dài của em là KM7 các chị ơi. Rồi chị lên đơn cho em luôn là KM7. Đơn để như nào nhỉ anh nhỉ? KM7 cho em kèm số điện thoại này. Cho em xin cái lịch vào đây nè chồng ơi. Cái này lên cho em luôn là KM10 em chốt cho chị hợp bác ok. Cái mã là KM7 à? KM7 em đang có của màu sữa kìa. KM7 em đang có của màu sữa, cho em xin phép em tua lại một chút xíu của mã này, hàng cao cấp luôn. Em đảm bảo các chị hàng này bên ngoài thị trường không có dưới giá 800.000 nhá, không có dưới giá 800.000 mà ngày hôm nay em sale cho các chị yêu này còn 239.000 đồng của KM7. Đấy cho KM7 của em đang có của màu sữa 65 cân đổ về ạ. Con này nó là dáng suông mặt rất là đẹp luôn, 45 đến 65 cân cho em mã này. Chốt em mã này luôn là KM7 cho em kèm số điện thoại ạ, em chốt đơn ạ. Đấy cho em nhìn cho em này. KM7 239.000 đồng em đang có của 3 màu. KM7 em đang có của 3 màu, màu sữa, màu đen và màu lâu. Sữa đen và lâu KM10 rồi ok, cô Hường Khánh có KM7 chị Anh Thư ok chị. KM10 chị Nguyễn Thị Nga ok, KM10. Còn cái mã này lên là KM7 cho em ạ. KM7 kèm số điện thoại cho em ạ, 239.000 đồng. 239.000 đồng của KM7 nhá. Mọi người comment của em luôn là KM7 em đang có 3 màu. Ui giời ơi, mùa đông là các chị phải thủ cái áo này ạ. Ui, nó là áo choàng dạng xinh quá mọi người. Mọi người lên mã này cho em là KM7 và kèm số điện thoại nhé. KM7 và kèm số điện thoại cho em. Đâu quần khóa chân đâu anh? Quần khóa chân lên KM11 à? Cho em cốc nước này. KM11 cho em. Ok chưa? Quần khóa chân đây, bác là mua rồi ạ. Cho em xin một cái feedback về cái size, cái giá của nó ạ. Dạ KM10 5 chiếc, dạ ok chị Lê Thị Nga có đơn ạ. Mọi người lên cho mã này luôn là KM11 đúng không? Còn có hai cái này thôi á? Ôi! Lô hơn 400 quần. Hơn 400 nguyên màu này. Màu đen được hơn 100 cái. Màu đen thì bán ngay hôm đầu tiên đã hết rồi. Ngay hôm đầu tiên đã hết rồi. Và đây là bây giờ đó chỉ còn đúng hai cái này thôi. Size XL. Size này size XL, size tầm 60-66 cân nhỉ. 60-66-67 cân. Các chị lên cho em mã này là KM11 kỷ niệm các chị nhá. Còn đúng 2 chiếc thôi. Hàng bán 69.000 nay kỷ niệm các chị 55.000. Còn đúng 2 chiếc thôi. 55.000 KM11. Hai cái cuối cùng, KM11 kèm số điện thoại cho em. Cái gì hết cứ hết veo vèo vèo luôn các chị. Cái gì còn thì còn thôi, cái gì hết là cứ hết veo vèo vèo luôn. Mã hàng KM11 cho em. KM7 em chốt chị Lý Phạm ok, chị Thu Hiền Bùi dạng 70 cân cũng được. KM11 còn đúng hai cái thôi. Ok, chị Hương Giang Võ, hết hàng. KM11 và kèm số điện thoại, ôi trời ơi, nó sung sướng cuộc đời. Nó đẹp dã man luôn. Cái quần Umi của bé trai này size từ bao nhiêu cân anh ơi? Bây giờ em sẽ có một cái mã quần u mì cho các bé kìa. Quần u mì. Quần u mì em cũng chả có nhiều đâu. Quần u mì em cũng chỉ có 1 khăn mặt hàn, 1 khăn tắm còn không? Hết sạch à. Quần u mì em cũng chỉ có tầm mấy cái thôi. Có bao nhiêu cái đấy nhỉ? Quần u mì cho bé này. Size từ bao nhiêu đây anh ơi? Quần u mì 45 cân đến 75 cân. Lý Phạm ok, chị Nguyễn Hồng ok chị. Đơn đặt chưa nhận được mà đơn sau lại đặt lá. Là như nào chị Phan Ngọc Anh? KM11 rồi ok chị. Cái mẫu áo sơ mi này nay lên nhiều không anh? Áo len cổ sơ mi này. Dạ ok chị, mà hàng Marcler cho nhận hàng rồi đúng không? Chị nhận hàng cái quần khóa đấy rồi đúng không? Đây là các chị em mình mới nhớ cái quần khóa KM7 em chốt chị Trang Phạm ok, chị Trương Hồng KM10 ok chị này. Mã kèm số điện thoại cho em, mã kèm số điện thoại về cho em. Là mình có đơn nhá. Mã kèm số điện thoại về cho em là mình có đơn. Rồi bây giờ các chị lên cho em mã luôn là KM11. À KM11 rồi nhỉ. KM12 45 cân ạ. À. Quần hip hop này, túi hộp này 45 đến 75 cân cho em mã hàng này. Chốt em luôn là KM12 các chị ơi. 85.000. Quần u mì nhá. Còn váy dạ chị, dạ em không còn đâu chị. Váy viết tầm này em chỉ còn ít váy len KM11 em hết hàng rồi ạ. Trang ơi nhận được áo 85 đẹp lắm mà giá rẻ giật mình. Trang ơi nhận được áo 85.000 đẹp quá mà giá rẻ giật mình. Dạ em cảm ơn chị yêu. Cảm ơn các chị rất là nhiều, cho em xin mỗi chị lúc chia sẻ livestream. Các chị ơi hàng nhà em Trang nhé, em không bao giờ đặt cái vấn đề giá cả lên đầu đâu. Được chưa? Nói rõ quan điểm bán hàng cho các bác, tức là hàng nhà em chất lượng em đặt lên hàng đầu, giá thành em xếp thứ hai thôi. Nên là đảm bảo cho các chị là hàng rẻ nhá, nhưng mà chất lượng cực kỳ luôn. Chứ em không bán hàng rẻ mà kiểu như hàng xưởng đâu. Hàng rẻ mà kiểu mặc nó lùng phùng phùng, nó không lên form đâu nha mọi người. Nhất là đối với hàng lam. Nhất là đối với hàng lam và hàng bé, được chưa? Tiếp tục các chị lên KM12 cho em ạ. Có size nha mọi người, 85.000 đồng nốt cho mọi người. KM12 ạ, tất tần tật mã ngày hôm nay đều là rất là hoan hỉ cho các bác luôn.
KM12 cho em ạ. Mẫu quần hip hop này, túi hộp cho em ạ. Tất cả là chất u mì. KM12 và kèm số điện thoại em lên đơn. Dạ em chốt cho chị 10 giờ hoa. Em chốt cho chị Hoàng Lan lên số điện thoại cho em ạ. Dạ em chốt cho chị Hiền Bùi Thị KM12 ạ. Em chốt cho chị Bình Hùng Phạm Phạm của KM12 em lên đơn ạ. KM12 chị 10 giờ hoa có kiểm tra đơn hàng đặt 6 bộ bé 3 quần chưa thấy gửi. Chị Phạm Ngọc Anh lên mã cho em là chưa kiểm tra đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Quần khóa về mà chồng khen quá trời ạ. À. Em cảm ơn chị hàng Mykoner. Các chị thấy không ạ? Hàng nam nhá, nếu như các chị mua chỉ cần về thứ nhất may đẹp nhưng form không đẹp bỏ đi. Tại anh không bao giờ mặc đúng không ạ? Chất đẹp nhưng mà gì ạ? Form phải đẹp. Đấy, chất đẹp form phải đẹp. Đấy, nói chung là hàng nam người người ta không nam mà mình chả cần mua nhiều. Mua nhiều là cũng bị nói đấy. Nhưng mua hàng chuẩn và đẹp cho em, thế nên em mới bảo là gì ạ? Riêng hàng nam đối với nhà em là em lọc nhất trong các cái mẫu em bán. Được chưa chị em? Rõ ràng luôn nha, comment cho em mã luôn là KM12. Em chốt cho chị Hồng Phạm, em chốt chị 10 giờ hoa. Chị Bình Nguyễn khác kìa, đang thấy lên bom hàng. Tại sao bom hàng về nhà em ạ? KM12, dạ em chốt chị Linh Nha Khoa KM7 ạ. Lên đơn cho em mã này luôn là KM12 và kèm số điện thoại. Dạ em chốt cho chị Huế Nguyễn, ok chị này. KM12 cho em ạ, đến 75 cân ạ. Hàng nhà Trang yên tâm ạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị Hà Lan, KM12 cho cô Hường Khánh một cái. Toàn bộ nó là quần màu đen, vải của nó tất cả là vải u mì. Các chị nhìn cái chun của nó may đẹp như này. Chốt hôm nay luôn là KM12 và kèm số điện thoại cho em ạ. Không thấy gọi điện chốt đơn, chị Võ Ngọc Hiếu đặt lại của em với KM12 và kèm số điện thoại cho em ạ. Áo em đang mặc có hàng, cái gì em cũng có hàng ạ. Lên đơn của em luôn là KM12 nhá. Mức giá cho chị em nhà mình là 85.000 đồng một quần. Được chưa? 85.000 đồng một quần, toàn bộ là chất u mì cho em ạ. Toàn bộ là chất u mì, dạ lên áo nữa không? Dạ có chứ chị. KM12 và kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ em chốt cho chị Tươi Phạm có đơn này. Mã của em là KM12 kèm số điện thoại. Anh, cái gì nhỉ? Lên giày dép nào, cho em xin mỗi chị một nút chia sẻ livestream nhá. Chị nào chưa chia sẻ like nhấn cho em xin nút chia sẻ like đi. Mã này các chị lên đơn là KM13, hôm qua bán bao nhiêu? 169 đúng không? KM12 chị Hương Giang qua ok, hai chiếc có đơn ạ. KM12 của em toàn bộ nó là chất u mì nhá. Cái quần khóa kia làm sao mà hết nhanh thế được nhỉ anh nhỉ? Màu ghim chứ em thấy còn cả đống mà. Anh ơi màu áo sơ mi của ngay đây á. KM13 cho em. Nào, chốt tiếp cho các chị này. KM12 rồi, bây giờ lên cho em luôn là KM13. Các chị ơi nghe màu này, màu lâu của con hình con gấu này. Màu này của em là màu sọc vàng này, thổ cẩm ấy các chị. Màu này của em là màu đen trái tim này, xanh trái tim này, vàng trái tim này. Ôi trời ơi, màu đẹp quá, màu xanh ngọc hôm nay có này. Màu xanh ngọc này, màu xanh ô hôm nay có luôn này. Chốt là em luôn ạ. À. Em cảm ơn chị, em cảm ơn chị Trần Thơm ạ. À. Lên cho em mã luôn là KM13. Toàn bộ chất len của nó là len hàng Quảng Châu nhá. Len này các chị yên tâm là giặt thoải mái cho em ạ. Được chưa? Giặt thoải mái cho em ạ. Không nhầu, à không không xù lông ạ, không nhão vải ạ. Lên cho em mã này luôn là KM13 và kèm số điện thoại ạ. Em chốt chị hàng Michaeler rồi đấy ạ. Chị nào chốt mã này lên đơn trong luôn là KM13. Kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị chọn màu thoải mái nhá. Chọn màu thoải mái cho em với ạ. Dưới 60 cân cho em mình chốt được ạ. Mã này lên đơn là KM13 cho em. Mức giá chốt tại live các chị yêu mình còn là 169.000 đồng phải không? 169.000 đồng của KM13. Em chỉ mặc thử 1-2 màu thôi nhá. Mặc thử cho chị em mình 1-2 màu. Các chị nhìn cho em cái chất len này. Nhìn cho em cái chất len này, hàng xịn lắm luôn. KM13 và kèm số điện thoại cho em ạ. Các chị ơi màu nào cũng đẹp. Em rất ít khi mặc màu xanh, nhưng mà năm nay cái màu xanh này lên rất là đẹp luôn này. Mọi người nhìn này, đây, thấy không? Cái màu xanh này năm nay mặc lên rất là đẹp luôn. Mọi người lấy mã này, mọi người lên đơn là KM13 cho em ạ. Chốt tại la cho các chị 169.000 đồng. Em chốt chị Anh Thư có ạ. Dạ chị Linh Nha Khoa ok chị ạ. Áo bra và em không còn hàng đâu ạ. Mình lên em luôn là KM13 kèm màu cho em. Kèm luôn cái màu, ngày mai nhân viên chốt đơn nha các chị nhá. Kèm luôn cái màu, em đọc màu nào các chị lấy màu đấy luôn. Màu này của em là màu sọc vàng này, được chưa? Màu này của em là màu gấu lâu này, màu gấu lâu cho em ạ. KM13 màu em đang mặc là màu sọc xanh rõ ràng rồi. KM13 màu này của em màu đen. Chốt hộ em với các chị KM13 kèm số điện thoại cho em ạ. Với mức giá cho chị em nhà mình luôn là 169.000 đồng. Cái chất của nó siêu đẹp luôn. KM13 màu đen cho em này. Đấy, KM13 màu này của em rồi này. KM13 tiếp tục màu này của em là màu vàng. Trái tim vàng. KM13 kèm số điện thoại cho em cái áo cổ camper em ơi. Hả? Chị Phan Ngọc Anh ở đơn của chị vẫn đang ở Hà Nội đấy. Làm sao không phát cho chị hả? Sao lại thế nhỉ? KM13 cho em ạ. Được chưa? KM13 kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho các chị ui màu vàng đẹp quá. KM13 cho em.
mức giá cho các chị là 169.000 đồng một cái, 169.000 đồng một cái của KM13. Lên giúp em luôn là KM13, em chốt chị Thanh Mai, ok chị ạ. Chốt cho em là KM13, kèm số điện thoại cho em. Dạ em chốt cho chị Bích Phạm, ok chị này. KM13 và kèm số điện thoại cho em ạ, 169.000 đồng KM13. Được chưa, chị yêu nào lấy KM13 lên hộ em luôn là KM13, kèm số điện thoại cho em ở đây. Úi màu vàng cho em này, úi úi màu vàng cho em. Đây là chất len nha các chị nhá, đây là chất len hàng Quảng Châu, len đẹp luôn ạ. Chị yêu nào lấy mã này lên đơn giúp em luôn là KM13, kèm màu kèm số điện thoại cho em. KM13 kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ. Được chưa, KM13 cho em ạ, kèm số điện thoại kèm màu. Bây giờ em đọc lại màu rồi em qua mã nhá. Đọc lại màu cho các tình yêu một lần nữa, các chị yêu mình lựa chọn màu ạ. Lựa chọn màu các chị thích cho em với ạ. Toàn bộ nó là chất len hàng Quảng Châu, len đẹp luôn. Lên đơn giúp em luôn là KM13 màu sọc xanh cho em này. Được chưa, KM13 màu này của em là đen ạ. KM13 màu đen ạ. KM13 màu này của em là gấu lâu ạ. Được chưa, KM13 gấu lâu cho em ạ. KM13 màu này của em là sọc vàng cho em ạ. Sọc vàng cho em ạ. Và màu em đang mặc là màu vàng trái tim nhá, vàng hình trái tim. Mình lên đơn hộ em luôn là KM13, kèm số điện thoại cho em ạ. Áo dài tay của 40 cân còn mã nào không nhỉ? Dài tay của 40 cân mình còn mã nào không nhỉ? KM13 và kèm số điện thoại cho em ạ. Áo xanh đằng sau bao nhiêu tiền đấy ạ? Dạ 159.000 đồng ạ. Cái áo xanh đằng sau là KM8 phải không? Cái mã này mọi người ơi, lên lên lốt cho em đi, kèm cùng đơn hàng cho mọi người thôi. Toàn bộ là khăn mặt hàn như này cho em. Tất tần tật khăn của nó, chất khăn siêu bông ạ. Không bao giờ xù lông nhé. Không bao giờ xù lông, không không phải là kiểu nhớt nhớt khăn hay là kiểu như là nó bị nhớt khăn hay là nó bị khô khăn đâu. KM13 cho chị Bình Hùng Phong Phạm, ok chị. Mình lên comment hộ em mã này luôn là khăn mặt hàn đi kèm cùng đơn cho các chị. Đi kèm vào cùng đơn hàng cho mọi người thôi. Mức giá này, mức giá cho chị em nhà mình luôn là 39.000 đồng. Em mix cho các chị 5 cái 5 màu. Em mix cho các chị là 39.000 đồng 5 cái khăn mặt hàn, 5 cái 5 màu cho em ạ. Về cả nhà mình cùng dùng mỗi người một cái nhá. Khách khứa hay là bạn bè anh em đến chơi là cất đi 1-2 cái để dành khách khứa các chị nhá. Comment cho em mã này luôn là khăn mặt hàn và kèm số điện thoại em chốt đơn. Chốt cho mọi người 39.000 đồng hẳn 5 cái. Được chưa ạ? Em chốt KM13 là 169 ạ. KM13 cho chị Nguyễn Hậu, ok chị. Dạ ok chị. Cho em thêm 2 áo KM7, ok chị Anh Thư. Khăn mặt hàn em chốt cho chị hàng có đơn ạ. Rồi ok chị Linh Nha Khoa. Comment cho em mã này luôn là khăn mặt hàn và kèm số điện thoại cho em ạ. Em chốt cho chị Hoàng Trang khăn mặt hàn ạ. Chị Võ Thị Ngọc Hiếu khăn mặt hàn em chốt đơn ạ. Khăn mặt hàn và kèm số điện thoại cho em ạ. Giày ok, lên lâu quá. Bây giờ giày nhà mình chị còn mã gì nhiều anh? Chị Trần Quang Phu bé đi giày bao nhiêu để em la like luôn ạ. Chốt cho em luôn là khăn mặt hàn ạ. Em chốt cho chị Thắm Hoàng có đơn ạ. Mình comment hộ em là khăn mặt hàn, kèm số điện thoại cho em nhé. Mức giá cho chị em nhà mình là 39.000 đồng ạ. 39.000 đồng các chị có một set như thế này luôn. Một set 5 cái khăn mặt hàn. Chị nào lấy khăn mặt hàn lên đơn giúp em luôn là khăn mặt hàn và kèm số điện thoại nhá. 39.000 đồng các chị ơi, có 5 cái. 39.000 đồng các chị ơi, 5 chiếc khăn mặt hàn. Mình lên comment của em luôn là khăn mặt hàn và kèm số điện thoại ạ. Dạ em chốt cho chị Bùi Quy có, em chốt chị Hợp Bắc có, chốt cô Hường Khánh khăn mặt hàn ạ. Mình lên của em là khăn mặt hàn và kèm số điện thoại. 39.000 đồng các chị ơi, 5 cái. Một set khăn của em là 5 chiếc 39.000 đồng ạ. Giày đi shop ơi, dạ ok chị ạ. Lên đơn của em luôn là khăn mặt hàn và kèm số điện thoại. 39.000 đồng 5 cái. 39.000 đồng 5 cái khăn mặt hàn size 32. Dạ em chốt đơn chị Lớp Vân Nam có ạ. Khăn mặt hàn và kèm số điện thoại cho em, mức cái nào nhiều nhất. Size 32 thì mã nào cũng có đúng không? Bé gái size 32 mẫu nào? Khăn mặt hàn cho chị Lốc Vân Nam, ok chị ạ. Xem lại KM7, KM7 là cái gì nhỉ? Khăn mặt hàn dạ, em chốt đơn cho chị Vi Thuần ạ. Cái mã này bây giờ em chỉ còn nguyên của sọc cam thôi chị em nhá. Khăn mặt hàn em chốt cho chị Bùi Quy, ok ạ. Chốt cho em luôn là khăn mặt hàn và kèm số điện thoại. Em chốt cho chị Hoàng Vi khăn mặt hàn ạ. Chị Thu Hà giày shop ơi, đây bây giờ em bắt đầu lên giày. Các chị lên đơn là KM14 cho em ạ. KM14 tất tật tật mã này. Mẫu này là đi đôi được nhá. Mẫu này là đi đôi được. Các chị nhìn form này. Được chưa ạ? Tí em lại tặng giày. Các bác chia sẻ livestream cho em đi để em lại tặng giày. Đối với mã giày dép này nha các chị nhá. Đối với cái mã giày này thì bé còn bộ lam không? Em còn, cho em bộ lam đi anh ơi. Đối với cái giày này thì các chị ơi, bé trai đi được, bé gái đi được, mã giày ba line này. Năm nay toàn ba line thôi các chị ạ. Đấy, người lớn cũng ba sọc mà trẻ con cũng ba sọc cho em mã này. Chưa rất đẹp luôn, KM14 em chốt đơn ạ. Size từ 31 đến size 36 á. Chốt em luôn là KM14 nhé. Hình như là giày em chỉ còn đúng mã này thôi ạ. Tất tần tật của em nó là hàng Quảng Châu ạ. Đế của nó là đế thông hơi như này. Chị nào nhận chưa cho em xin một cái feedback của giày nào. Đẹp lắm luôn mọi người ơi, nhìn form này. KM14 kèm size cho em ạ. Chốt tại like các chị mức giá là 100. À đâu, mức giá là 78.000 đồng một bộ. 78.000 đấy các chị. 78.000 đồng một đôi giày như thế này. Bên ngoài mọi người mua không có dưới giá 160 nhé.
cam kết các chị yêu mã này bên ngoài các chị mua không có dưới 160.000. Bây giờ em xả cho mọi người với mức giá là còn 78.000 đồng của KM14. Chị nào chốt mã này lên đơn của em luôn là KM14 và kèm số điện thoại cho em ạ. Áo đang mặc là 169.000 đồng ạ. Chốt của em mã này luôn là KM14 kèm số điện thoại cho em. KM14 kèm size 31 cho đến size 36 đúng không? 31 đến 36 đúng không? 31 cho đến size 36 lên đơn em luôn là KM14 kèm size cho em ạ. Size 31 cho đến size 36, nếu như có hai bé các chị mua cho hai bé đeo giống nhau ạ. Được chưa ạ? Giày này đẹp lắm, con gái chị mua giày rồi ạ. Em cảm ơn chị. KM14 em chốt chị Nguyễn Thị Hoa, ok chị ạ. Lên đơn của em phao lam em nay rồi chị. Chị Quỳnh Phương em vừa xả phao lam 168.000 đấy. Cái phao siêu nhẹ nam ấy. Mọi người lên mã này cho em luôn là KM14, cái áo xịn nam còn không anh nhỉ? 459 đấy. 458 ấy. KM14 và kèm số điện thoại cho em ạ. Giày thể thao siêu nhẹ, dạ đúng. Giày thể thao người lớn em hết hàng rồi ạ. Dạ em chốt đơn cho chị Tâm Bình Vật Tư một đôi ạ. KM14 và kèm số điện thoại cho em. KM14 và kèm số điện thoại, size nhỏ em cũng có hàng ấy chị. Size nhỏ em cũng có của mã khác. Đợi em một tí nhá. Mình lên đơn cho em luôn là KM14 kèm size full size cho các bác từ 35 cho đến size 39 ạ. Được chưa? Chị Hướng Dương ok chị. À chị Hợi Dương ok chị này. Dạ em chốt đơn cho chị Thanh Mai ok chị ạ. Lên đơn của em là KM14 kèm size. Được chưa? Mức giá chốt cho chị em nhà mình luôn là 78.000 đồng. Mức giá em chốt cho chị em mình luôn là 78.000 đồng của KM14. Mình lên em luôn là KM14. Dạ em chốt chị Lấm La có đơn, em chốt chị Bích Phạm ok chị. KM14 em chốt chị Dũng Dương có ạ. Ôi dồi ôi các chị ơi nhìn cho em này. Cái form giày của nó này, trời ơi. Cái dáng này các chị mua không những bé đeo Tết, bé đeo đi học, bé đeo đi chơi, kết hợp với mọi loại quần áo đều ok. KM14 cho em ạ, cái mẫu ba line này các chị chụp ảnh màn hình luôn cho các con xem nhá. KM14 và kèm số điện thoại cho em. Áo len mặc được chứ, áo len mặc là KM13. KM14 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho các chị yêu nhà mình luôn ạ là còn 78.000 đồng một đôi. 78.000 đồng hẳn một đôi luôn ạ. Dạ em chốt chị Vũ Thu Trang có ạ, chị Thúy Đăng Chiêm có ạ, chị Tân Bình ok chị rồi ạ. Comment hộ em là KM14 và kèm số điện thoại cho em ạ. Cô nhận được giày bé rồi, đẹp lắm ạ. Dạ em dạ cháu cảm ơn cô ạ. KM14 em chốt chị Ý Như ok chị ạ. Lên giúp em là KM14 và kèm số điện thoại cho em ạ. Được chưa? Em chốt cho các chị với mức giá là 78.000 đồng. Không ai nghĩ là các chị mua đôi này giá 78.000 đồng. Cam kết các bác luôn, hàng này bên ngoài thị trường các chị mua rẻ nhất tầm 150-160 nhá. Còn không không có đâu, có những chị hôm đầu tiên em bán các chị đã bảo gì ạ? Chị Trang ơi, em vừa mới mua đôi này hơn 200. Đấy, feedback tại trên live luôn. Chờ còn ở bên ngoài thì cứ khẳng định các chị luôn là không có dưới 160 cho nó nhanh. KM14 em chốt chị Bình Sơn ok chị ạ. Lên của em luôn là KM14 kèm số điện thoại. Giá chốt tại live các chị yêu là còn 78.000 đồng cho em ạ. Được chưa? 78.000 đồng ạ. KM14 và kèm số điện thoại cho em. Thế giày con chim này còn nhiều đúng không? Giày con chim này còn nhiều này. KM14 cho chị Hương Lê, chị Bích Phạm ok chị. Lên đơn em luôn là KM14 và kèm số điện thoại em chốt đơn. KM15 tiếp tục cho các chị luôn. Tí nữa tặng một đôi giày chú này đi. Tặng một đôi giày chú chim cánh cụt này đi. Comment cho em mã luôn là KM15. Tất cả dòng này thì nó là hàng siêu nhẹ, đọc sai cho em quên rồi nào. KM14 em chốt chị Nguyễn Tuyết ạ, chị Bích Phạm, chị Hương Lê ạ, chị Lê Thúy Hạnh ok chị. Bảo nhân viên check tin nhắn dạ ok chị Cúc Họa Mi, ngày mai nhà em báo các bạn đấy nhá. Giờ này nhà em không có người ạ. Các chị nhắn tin giờ này nhà, ngày mai nhà em cứ nhắn tin thôi, ngày mai em không có người đâu, xong ngày mai nhà em các bạn đi làm các bạn sẽ check tin nhắn cho các chị nhá. Size 37 đi Trang à, size 37 em không còn mẫu nào đâu. Nó chỉ về được đúng hôm đầu tiên là có đủ size to thôi các chị. Bây giờ các chị lên đơn là KM15 à. KM15 cho em ạ, đọc size nào. 27 đến size 31, tặng lốt các chị con này 75.000 đồng đi. 75.000 đồng đôi này còn khoảng bao nhiêu đôi? 450 đôi không? KM15, chị nào lấy xỉ lẻ con này bằng nhau cho em với nhá. KM15 kèm số điện thoại cho em ạ. Size 27 cho bé đeo, size đến 31 lên đơn em tặng lốt các chị 75.000 đồng nhanh cho em. Toàn bộ hàng siêu nhẹ. Toàn bộ hàng này của em là chất giày siêu nhẹ cho em ạ. Được chưa? Lên đơn em luôn là KM15 và kèm số điện thoại cho em ạ. Áo khoác xanh là của chị em mình đấy ạ. Lên đơn em luôn là KM15. Hôm nọ mua 150.000 một đôi thì đấy em bảo rồi ạ. Mã này lên đâu em luôn là KM15 và kèm số điện thoại. Có phải là em nói ra là giá nào là được giá đấy đâu các chị. Bên ngoài thị trường nó phải thực tế như thế nào thì em mới nói được nha các chị nhá. Chị yêu nào lấy mã này mọi người lên đơn cho em luôn là KM15. Giá 75.000 đồng toàn bộ hàng siêu nhẹ cho bé như này. Size đeo size 27 đến size 31 chốt giúp em với. Mình mua tặng con tặng cháu mỗi đứa một đôi. Cuối năm Tết nhất mừng tuổi cho nó mỗi đứa một đôi giày cho em. Tính ra có bao nhiêu tiền? 75.000 đồng cho em ạ. Mã hàng KM15 em chốt chị Đạt bảo ok chị. KM15 chị Hiên Hoàng ơi em like rồi đấy, đợi em tí em tô lại cho. Chốt rồi em luôn là KM15. Chưa chia sẻ bấm cho em xem được bao nhiêu lượt chia sẻ rồi này. Để em tặng quà này. KM15 đây nó vẫn đang chưa tìm thấy, đợi em một tí nữa nhá. Đợi em thêm một mã hàng nữa em thử xem là nó có thoát được không. KM15 và kèm số điện thoại cho em ạ.
Ok chưa, KM15 em chốt chị Vườn Thông Lá Đỏ. Ok chị này, KM15 và kèm số điện thoại cho em. KM15 lốt 75.000 đồng cho mọi người. Lốt cho các chị yêu mình là 75.000 đồng, hàng siêu nhẹ cho em ạ. Dạ em chốt cho chị Thắm Hoàng KM15. Ok chị, lên giúp em luôn là KM15 kèm số điện thoại cho em ạ. 75.000 đồng, 75.000 đồng của KM15. Mình lên giúp em luôn là KM15 kèm số điện thoại. Áo em mặc có nhiều màu lắm chị. Cái áo này của em là KM bao nhiêu? Hả? Quay được rồi đúng không? KM15 rồi. Ok chị Ý Như đợi đợi hết mã này. Mã này lên đôi là KM8 cho em ạ. KM8 ạ. Toàn bộ hàng này của em tất tần tật mã này. Nó là gì ạ? Chất phao thô. Chất phao thô, hàng cao cấp, bên trong lót lông cừu siêu đẹp luôn. Hàng này nhẹ tênh luôn nha mọi người. Hàng này nhẹ tênh luôn, em bán tặng các chị với mức giá là 159.000 đồng. Dưới 60 cân chị em mình chốt hàng này. Dưới 60 cân chị em mình chốt hàng này, chốt mã này cho em luôn là KM8. KM8 em có 3 màu. Màu này của em là màu sữa này, màu sữa, màu xanh và màu đen. Mình lên cho em mã là KM8 và kèm số điện thoại. Em chốt cho chị Thoan Đinh ok ạ. Em chốt chị Phạm Hoa ok chị ạ. KM15 đúng không? Kèm số điện thoại cho em ạ. KM15 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá chốt tại like các chị em mình luôn. Cho em xin cốc xe đi tí đói. Cái mã này mọi người lên đơn cho em là KM8. Em đây hiện tại đang có của 3 màu. Hiện tại em đang có của 3 màu ạ. Được chưa? Hiện tại em trang đang có của 3 màu của KM8, tất cả tật mã này. Rất là đẹp và rất là nhẹ luôn ạ. Chất phao và chất phao thô này. Đây ạ, KM8 cho em đang có của 3 màu. Chị nào lấy mã này lên đơn cho em luôn là KM8 kèm số điện thoại cho em. KM8 và kèm số điện thoại cho em ạ. Được chưa? Em lên quần bé trai rồi đấy ạ. KM8 cho em ạ. Dáng dài em còn chị ơi, KM8 nhá. Em đang có của 3 màu ạ, màu đen, màu đen, màu sữa và màu xanh. Được chưa ạ? Với giá là 159.000 đồng. 159.000 đồng của KM8. Mình lên comment hộ em luôn là KM8 kèm màu kèm số điện thoại cho em. KM8 kèm màu kèm số điện thoại cho em 158.000 đồng. Chợ 158. Ok, giày hip hop này hết chưa anh ơi? Giày hip hop, giày yêu sao của bé hết chưa? Rồi bây giờ em tặng quà này, em tặng một đôi giày nha các chị nhá. KM8 em chốt chị Nguyễn Thúy Nga ok chị. Em tặng bảo rồi, em tặng cái gì em sẽ bảo tặng cái đấy cho mọi người được chưa? KM15 dạ em chốt chị Thu Hà ok chị, lên số điện thoại vào đấy cho em ạ. Rồi bây giờ em quay mini game ạ, hy vọng tất cả các chị còn ở trên live này để em được tặng quà nha. Em quay may mắn ạ. Quay cái này là chỉ áp dụng cho các chị có lượt chia sẻ thôi ạ. 2 lần trang cá nhân ạ, 3 lần trang hội trợ nhóm giúp em ạ. Chị nào chưa để chế độ theo dõi page, để chế độ theo dõi page cho em với nhá. Rồi xem là hôm nay là tặng cho chị nào đây, hữu duyên đây ạ. Ôi dồi chị Trường Nhật. Nhìn qua thôi là, nhìn ảnh đại diện thôi là biết rồi. Em chúc mừng tình yêu ạ. Đấy, quay mini game chị này, quay mini game hôm nay là hôm thứ mấy trúng quà rồi. Chúc mừng chị yêu Trường Nhật, mình có ở đây không? Chị Trường Nhật là chị Quỳnh Phan ấy. Ngày nào cũng có quà tặng. Ngày nào chị này cũng có quà tặng luôn. Rồi em chúc mừng tình yêu ạ, nhận được một đôi giày này với giá 0 đồng ạ. Em chúc mừng chị yêu ạ. Em chào chị Hoàng Anh nha. Chị Trường Nhật mình có ở trên live không ạ? Nếu mình không có ở trên live là mình sẽ trượt mini game đấy ạ. Mình có ở trên live không ạ? Rồi ok. Chúc mừng tình yêu nha. Nhận được một đôi giày rồi. Chả phải mua giày, chả phải mua hàng gì cả. Này, ngày nào cũng thấy trúng quà rồi. Quay mini game. Ok, chúc mừng chị yêu. Lên tiếp là giày nè, KM8 màu xanh ok chị Thanh Mai. Còn cái mã giày bé gái nào không anh? Đây, úi giời ơi, còn mã giày bé gái nào không nhỉ? Eo size, eo sủng còn không? Eo size đâu, eo size đây. Eo size còn size gì nhỉ? 25-30 à? Ok chưa? Có quần lót lỉ lông nam người lớn không ạ? À? Em có quần lót lỉ của bé trai. Hôm nay về lót lỉ của bé trai rất đẹp luôn, có chốt không? Cho em xin quần lót lỉ bé trai vào đây chưa? Cân nặng này. Lốt mã giày này rồi lên quần áo tiếp nha. Cho em xin mỗi chị lúc chia sẻ lát em tặng một đôi giày eo xa. Được chưa ạ? Lát nữa lại tặng đôi giày eo xa tiếp cho mọi người cho nó hoan hỉ ạ. Toàn dạo này toàn tặng quà VIP để cho các chị cho bé mặc Tết thôi mà. Phao dáng dài em có nhiều màu chị ơi. Rồi KM8 dạ em chốt chị Thìn Lê ok chị. Cái mã này mọi người lên đơn cho luôn là KM bao nhiêu? KM16. Full size cho các bé từ 25. Cho bé đến size bao nhiêu nhỉ? 325 cho đến size 29 nữa thôi. Chị yêu nào lấy mã này comment hộ em luôn là KM16 kèm size. Em chốt đơn cho các tình yêu mình với mức giá là còn 78.000. 78.000 đồng dạ em chốt cho chị Thìn Lê của em có 3 màu ạ. Dạ lên đơn cho em mã này luôn là KM gì ạ? KM bao nhiêu?
KM16 cho em ạ. Dạ lúc nữa em sẽ vẫn tặng quà tiếp nha mọi người. KM16 cho em và kèm số điện thoại ạ. KM16 kèm size, em có size cho các bé từ size 25 cho đến size 29, lên đơn cho mã luôn là KM16 và kèm số điện thoại cho em ạ. Không chị ơi. Không ạ, cái quà tặng mini game này thì em chỉ tặng cho các chị có lượt chia sẻ thôi ạ. Đây ạ, mọi người lên đơn cho em mã này luôn là KM16 kèm size. KM16 kèm size cho em ạ. Mức giá chốt tại like các tình yêu mình là còn 78.000 đồng một đôi của KM16 nhé. KM16 và kèm số điện thoại cho em. KM16 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho các chị yêu nhà mình là 78.000 đồng. 78.000 đồng một đôi của KM16. KM15 em chốt chị Bích Phạm ok. Hết size 30 rồi chị. Hôm qua kia có đầy. Nhưng mà hôm nay là hết sạch rồi ạ. Quần này, ôi trời ơi. Quần này lô này. Trời ơi các chị nhìn cho em ạ. Tất tần tật mã này nó là chất dạ hàng Quảng Châu. Chất dạ, chất quần dạ bên trong lót lông. Em chốt chị Thủy Thanh ok chị gái luôn ạ. KM16 và kèm số điện thoại cho em. Đây các chị nhìn cho em ạ. Bên trong nó lót nhung như này. Không phải lót lông mà nó là lót nhung xị. KM16 em chốt chị Tâm Bình Vật Tư. Em chốt chị Trương Hồng ok chị. Chị ơi có ship Bình Dương dạ, ship bình thường ạ. Áo em mặc có 3 màu chị ơi. KM16 em chốt chị Du Nhung Phạm ok chị. Áo em đang mặc có 3 màu đây này. KM8 phải không? Áo em đang mặc là có 3 màu. Tôi bỏ mẹ đây xuống đi. Ý này sao? Cái mã này của em đang có 3 màu ạ. Cái này mã này mọi người lên đơn là KM8 cho em ạ. Em có màu đen, màu xanh và màu sữa cho em ạ. Đen, xanh, sữa nhá. KM8 kèm số điện thoại cho em. Giữ cái gì vào đây đi không nó đổ đấy. KM16 em chốt chị Nhung Phạm ok chị. Rồi chốt tiếp cho em đọc size này. 145.000 đồng. 25 cân. Đến size. Đến size 55 cân. Các chị ơi nhìn cho em ạ. Tất tần tật nó là quần dạ đấy các chị ạ. Quần dạ bên trong lót nhung và nó quần 100% nó quần túi hộp cho bé như này. Mọi người nhìn cái form này. Mọi người nhìn cái form cho em ạ. May này. Lên đơn cho em luôn là KM17 cho em ạ. Dạ em chốt chị Toan Đinh ok ạ. KM16 chị Trần Quang Phu ok chị gá luôn. KM16 là giày Elsa. Giày Elsa là bán 78.000 đồng. Bếp nướng ngày mai chị nào có đơn đi kèm vào nhá. Hoặc là chị nào có nhu cầu inbox cho em báo. Em nói luôn này. Em đang còn một ít của những cái đồ đấy. Kiểu như em lấy hàng về để cho các bạn cộng tác viên đăng bài. Nó đang còn dư có vài cái thôi. Chị nào lấy ngày mai inbox em không đọc giá trên live đâu. Em không đọc giá trên live đâu. Inbox cho em hứa với mọi người luôn. Em lấy cho các chị đúng bằng giá em nhập vào nhá. Tại vì bây giờ em chỉ còn mỗi thứ một ít thôi đúng không? Mỗi thứ một ít thôi. Em đang có bếp nướng này. Đang có lồi lẩu đúng không? Đang còn mấy thứ đấy. Ngày mai chị nào cần cái gì nhá. Các chị inbox cho em. Nhà em báo giá cho. Được chưa? Nhà em inbox cho em. Nhà em báo giá cho. Cái này mọi người lên đơn cho em luôn là cái gì nhỉ? Xem này áo khoác đang mặc dạ ok chị. Hôm qua chốt phao dáng dài mà không thấy gọi điện chốt đơn á. Phao dáng dài của mã ngày hôm qua còn bao nhiêu cái cầm nốt đây đi anh. Tại sao lại không gọi điện chốt đơn nhỉ? Chị Phạm Anh Nhi chỉ trừ khi không nghe điện thoại. Cái CM36 này hôm nay anh vừa em vượt. Thế lúc anh bảo là ơ thế còn mấy cái xong em bảo là. Thế thì chắc hết hàng rồi chị. Chết hết hàng rồi chị Phạm Anh Nhi. KM8 em chốt cho chị Lục Tuyết ạ. Quần này đẹp lắm ạ. Ui dồi ôi, nhìn thôi là các chị biết rồi. Đến 55 cân cơ mà. Bạn nào nhỡ sai, bạn nào nhỡ cỡ, bạn nào mông to, bụng to, bạn nào kiểu như là quần này kiểu thanh niên hoi hoi ấy, các con vừa hết cho em. Tất tần tật mã này nó là quần lót lỉ nhung. Quần lót nhung cho em mã này. Em giá cho các chị yêu là 145.000 đồng. Áo khoác bé gái 25 cân em có cổ cộc cái pát ca kia kìa chị. Mã này mọi người lên đơn là KM7 à. KM17 kèm size cho em. KM17 kèm size được chưa ạ? 145.000 đồng một quần. Cái quần này toàn bộ là quần dạ nhá. Áo khoác em mặc là KM8 đợi em một tí. Lên cho em mã luôn là KM17 cho em được chưa ạ? KM17 kèm số điện thoại 25 cân 7 tuổi size đến tận 55 cân. 25 cân 7 tuổi có size đến tận 55 cân đổ về. Lên đơn cho em luôn là KM17 và kèm số điện thoại em chốt đơn. Được chưa? Mức giá chốt tại like các chị yêu nhà mình luôn là còn 145.000 đồng. 145.000 đồng của KM17. Dạ em chốt đơn KM14 chị Nguyễn Linh ok chị ạ. Cho em xem áo bé gái rồi đợi em một tí. Lên đơn là KM17 cho em kèm số điện thoại nhá. Áo em đang mặc là dưới 60 cân đổ về các chị chốt. Được chưa? Dưới 60 cân đổ về các chị chốt đơn mã này. Tất cả nó là chất phao thô ạ. Tất tần tật nó là chất phao thô như này cho em ạ. KM8 kèm số điện thoại em chốt đơn. Được chưa? KM8 em đang có của 3 màu ạ. KM8 của màu đen này. Chưa ạ? KM8 của màu đen toàn bộ cổ lông. Nót lông kiều như này. KM8 kèm số điện thoại cho em. Màu này của em là KM8 màu xanh ngọc. Rất xinh luôn ạ. Lên đơn giúp em là KM8 ạ. Kèm số điện thoại cho em 159.000 đồng. 159.000 đồng của KM8. Mình lên là KM8 và kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ KM17 em chốt chị Trương Thị Hoa ok ạ. Có nha chị. Có nha chị Bích Phạm inbox cho em ạ. Em đã bảo em hứa với mọi người là gì ạ. Cái hàng này em lấy về cho cộng tác viên đăng bài bán hàng.
Bây giờ em còn một ít thôi, em xả lốt nha. Đây chị ạ, KM17 hai màu, hai cái hai màu, dạ ok, hai cái hai mẫu em chốt đơn cho chị Hương Giang Võ có. Mã lên đơn cho em là KM8, kèm số điện thoại cho em ạ, KM8 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá chốt tại live cho các chị yêu là còn, mức giá chốt tại live các chị yêu là còn 159.000 đồng, 159.000 đồng của KM8. Chị nào lấy KM8 lên đơn KM8 cho em có 3 màu nha, em đang có 3 màu của KM8 ạ. Cho chị 15 gói hướng dương, dạ ok chị ạ. Hướng dương thì bây giờ thật sự là sẽ không like nữa đâu, từ bây giờ trở đi em sẽ không like hướng dương nữa đâu, bởi vì là hàng đấy bây giờ càng ngày cước nó càng cao rồi. Em sẽ chỉ đi đơn cho các chị mà có đơn đi kèm vào thôi nha. Lên mã cho em kèm số điện thoại. Em mặc màu xanh nhé chị, vừa nãy em mặc đủ màu đấy ạ. Áo dạ, áo phao dáng dài đằng sau của em là 239.000 đồng là KM7 ạ. Áo phao dáng dài của em là 239.000 đồng ạ. Áo phao dáng dài của em là 239.000 đồng của KM7. Mình lên mã đấy cho em là KM7 và kèm số điện thoại cho em. KM7 và kèm số điện thoại cho em đây. KM7 của em sẽ có full 3 màu cho mọi người. Con này nó là dáng suông nhá, free size. Con này sẽ rất là đẹp luôn, hàng cao cấp. Khẳng định mọi người luôn, hàng này bên ngoài thị trường các chị mua không có dưới giá, không có dưới giá 800.000. Được chưa? Dạ em chốt đơn KM8 cho chị Lô Phước. Lô Phước Thịnh ok à. Em chốt đơn KM8 chị Trần Thêu có. KM8 màu xanh cũng rất là đẹp luôn, tí em mặc thử cho. Cái mã này mọi người em không báo giá trên live các chị ơi, thông cảm nhá. Em nói rõ với mọi người như cái mã này em không báo giá trên live rồi các chị nhá. Được chưa? Mọi người lên cho em mã này luôn ạ. Mã này comment hộ em luôn là gì nhỉ? KM7 ạ. KM7 em đang có của màu đen này. Được chưa? Hàng xịn lắm luôn mọi người. Mọi người lên cho em mã này luôn là KM7 màu đen. KM7 màu này của em là màu sữa, màu lâu ạ. Và KM7 màu sữa cho em ạ. Hàng nó xịn. Cam kết các bác luôn, hàng xịn như này ạ. Mức giá cho chị em nhà mình luôn là 239.000 đồng. 239.000 đồng của KM7 ạ. Chị ơi em không báo giá trên live đâu. Chị nào cần thì em đã bảo rồi ạ. Em lấy hàng này về cho cộng tác viên đăng bài bán hàng. Với lại nhà em dùng, với lại mọi người mua dùng nữa thôi nha. Em chỉ còn dư có ít ít thôi, có ít ít đồ kia thì em dư một ít thôi. Chị nào cần thì ngày mai hỏi nhà em xem còn. Còn em báo giá thông tin nhắn cho các chị. Em đã đảm bảo các chị là em chỉ lấy bằng đúng giá nhập, em thu gốc về thôi. Được chưa? Mọi người lên mã này cho em luôn là KM7 kèm số điện thoại cho em. KM7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Được chưa các chị yêu? Với mức giá các chị là 239.000 đồng. 239 dạ 70 cân thì em không dám chốt rồi. 70 cân em không dám chốt rồi. Nói chung là các chị ơi, những cái mã dáng choàng dài như thế này ý, thì chị em mình lên săn rất ít khi nó được cái lô rẻ và đẹp. Hàng là bao chất cho các chị, rất ít khi nó được cái lô rẻ và đẹp. Các chị công nhận không, hàng các chị đi ra mua cái hàng si mà những cái khoác choàng dài như thế này. Cho em cái màu xanh kia vào đây là em treo cố định kia, còn cho em cái màu xanh lên mặc, cái màu xanh của KM8. Các chị mua cái hàng si nó đã tầm 250 đến 300 nghìn rồi. Là đấy là còn là cũ lắm rồi. Còn nếu mới trên 50% thì phải 300-400 nghìn rồi. Đấy, như cái hàng mới tinh như này các chị mua ít nhất 800.000. Mà bây giờ em săn sale được cho các chị với mức giá có 239.000 đồng thôi. Nha mọi người nha, em có bếp nướng đấy chị nhá, KM7 màu đen ok chị Thiên Hương. KM7 và kèm số điện thoại đây. KM8 em sẽ mặc cho các chị một cái màu xanh này. Mẫu này vừa nãy em mặc full màu rồi. Chả qua là các chị vào sau thôi. Đẹp lắm. KM7 này của em đẹp lắm. Đấy chị ạ, KM7 màu đen cho chị Như Ý ok chị. KM7 có 239.000 đồng thôi. Đấy em chỉ nói vậy thôi để các chị biết là cái giá mà em đang làm cho các chị là cái giá đẹp nhất luôn nha các chị nhá. Cái giá KM7 mà em làm cho các chị là cái giá đẹp nhất luôn. Chị nào cũng lên có một cái choàng dài như vậy luôn. Chị nào cũng lên có một cái choàng dài như vậy. Choàng dài không một mùa đông năm nào nó hết hot. Mùa đông năm nào nó cũng hot như cái mã choàng dài như này. Chị em nhá, mùa đông năm nào chị em mình cũng hot một cái choàng dài như này. Em cứ để đấy luôn. Ơ sao lại sót không sót à? Hay bị bom bè à? Dồi ôi chị, thế mà đơn sỉ hôm qua đi thiếu gọi là thiếu gì, thiếu kệ điện thoại. Được quá, màu sữa đưa đây nào. Màu sữa vừa nãy em mặc đầu like đó chị. Màu sữa vừa nãy em mặc đầu like này. Màu này màu xanh năm nay cũng rất là đẹp luôn. Màu xanh năm nay cũng rất là đẹp. Hướng dương các chị cứ lên là hướng dương thôi, còn em sẽ không like nữa mọi người nhá. KM8 dạ được chị ơi. KM8 66 cân không được, con mặc được cái KM7 thì mặc thôi chị. Rồi cái này của em là còn 3 cái à. Cái này muốn ăn đấm thật đấy. Thủy đơn bao nhiêu chị? Tặng nốt các chị 25.000 đồng. Hả? Còn gì nữa? Cái mã này của em này. Cái mã này của em này nha các chị nhá. Cái mã này của em là gì ạ? Nó còn toàn bộ ạ. Toàn bộ nó còn. Còn có ba mấy cái. Còn bao nhiêu cái? 3 cái. Tặng nốt các chị 25.000. 25.000 một cái, comment tệ điện thoại và kèm số điện thoại cho em.
Ok chưa? Kệ điện thoại và kèm số điện thoại cho em. Kệ điện thoại em còn 3 cái em tặng nốt các chị 25.000 đồng. KM7 màu đen, dạ em chúc chị Hiền Lê. Ok chị Hương Giang Võ lấy hết 3 cái này à? Trời ơi, em muốn đấm cho ông trai một phát rồi. Có 4 cái tất cả các chị ạ. Đẹp dã man luôn, comment em luôn là kệ điện thoại lốt 25.000 đồng cho mọi người. 25.000 đồng cho mọi người. Ok nha, 25.000 đồng cho các chị. Cái này của em là màu sữa này. Trời ơi, xe ta bon bon trên dáng đường này đẹp lắm mọi người. Con này hôm qua gửi ảnh phát em đã nhìn đã phê luôn à. Gửi ảnh qua nhìn phát đã phê luôn à. Ok chưa? Bếp các thứ, lẩu các thứ các chị inbox cho em rồi nhá. Em không like đâu. Em để đây cho các chị biết là nhà em có thôi. Em để đây cho các chị biết là nhà em có thôi. Được chưa? Hình như em còn một bộ nồi Đức hay sao? Sao một bộ nồi Đức mà từ đầu lai ấy, từ đời đầu đấy, không phải là hàng bây giờ đâu. Hàng bây giờ thì nhiều hàng bây giờ nó ra chín đáy nhưng mỏng lắm. Các chị mua thì nhiều khi các chị sẽ không biết đâu. Ok chưa? Hôm nay đặt cành lựu 32.000. Nhân viên báo 42 á chị. Cành lựu nhà mình là bao tiền? Nhìn lại cái bảng mã xem nào. Rồi các chị ơi, nhìn cho em mã này này. Mã này đẹp chưa? Mã này của em còn có mấy cái thôi đúng không? Mã này nhặt hết đơn đủ đơn rồi đúng không? Còn dư đây thôi đúng không? Tất tật tật cái mã này của em nó là gì ạ? Pha ra. Anh ghi kệ điện thoại 25.000 nhá. Ok chị. Được chưa? Tất tật tật mã này cho em này. Tất tật tật mã này của em nó là túi da đấy ạ. Túi lông, túi lông da. Đẹp chưa? Da lông. Của em còn 3 cái như này. 3 cái thôi à? Mã nào? Nồi chiên không dầu thì em không còn rồi. Em chỉ còn bếp nướng với lại lồi lẩu nướng thôi. Lồi lẩu nướng thôi. Mã lên đơn là KM bao nhiêu? KM18 cho em màu hồng, màu cam và màu đỏ. 99.000 đồng. 99.000 đồng xinh lắm mọi người. KM18 và kèm số điện thoại cho em 99.000 đồng nhé. 99.000 đồng của KM18. Mình lên hộ em mã hàng là KM18. Em đang có màu này này. Màu này là màu hồng cho em ạ. Màu này là màu cam cho em ạ. Màu này cho em là màu đỏ ạ. Chị nào lấy KM18 lên đơn là KM18 cho em và kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ được chị, được chị. Bộ lối Đức của em xịn lắm. Hàng chín đáy mà hàng đời đầu đấy. Hàng đời đầu đấy các chị. Nói chung là cái gì cũng thế. Đầu tiên bao giờ nó đẹp. Nói rõ luôn cho mọi người. KM18 cho em ạ. Em chốt cho các chị với mức giá là còn 99.000 đồng. Bao nhiêu chị hỏi là gì nhỉ? Túi ngọc, túi nhiếc hết sạch rồi. Anh ơi treo lại cho em mẫu này với. Túi ngọc, túi nhiếc. Bao nhiêu chị em mình cứ hỏi lại. Nhưng mà khả năng là ngày mai kia em xem có về được thêm không. Chị Khiêm Hồng có. Chị Bích Thuần ok. Chị Hương Giang Võ ok chị. Cái này như còn hàng chứ anh nhỉ? Sao mà hết được. KM18 treo cái kia lên. KM18 cho em kèm số điện thoại chốt đơn. Ôi giời ơi, chả nhẽ mình để lại cái màu đỏ này mình đeo này. Được mỗi cái thỏi son với cái hộp phấn với cái điện thoại à. Bao nhiêu cân vừa ạ? Áo em mặc là free size á chị. Bộ lồi Đức hàng xịn nha các chị ơi. Thật sự luôn, cùng nói chung là bán thì em cũng chả cần bán cái đấy đâu mà. Thật đấy. Cái ba đấy em cũng chả bán đâu mà. Em lấy cái hàng xịn nhà em dùng là cái thứ nhất, cái thứ hai là đang toàn anh em, toàn bạn bè nhờ lấy thôi. Hề luôn các bác, toàn anh em bạn bè nhờ lấy đâu. Đây các chị nhìn cho em này. Đẹp chưa? KM bao nhiêu đây? 18. Xinh lắm con này á. Em tại vì năm nay em nhiều để lại nhiều áo lông hết nhỉ. Để lại cái màu đỏ đỏ này đi. KM 18 và kèm số điện thoại cho em. Cái này là của bé dùng cũng được mà chị yêu mình dùng cũng được nhá. Cho em xin cái áo len lông của em à. KM 18 kèm số điện thoại cho em. Rồi bây giờ lên tiếp cho mọi người luôn. KM 18 là 99.000. Bộ một các thứ đấy các chị inbox cho em đi nhá. Inbox đi nhá, chị là tin tưởng em thì hãng lấy. Thật sự, chị là tin tưởng em thì hãng lấy. Tại vì là những cái mã đấy là em còn dư đấy, dư. Chứ lấy bán bình thường, lấy bán tí đấy. Lấy bán bình thường em thật like lâu rồi. Đây các chị ơi nhìn cho này. Mã này là còn size gì, cái cổ pamper này. Úi dồi ôi, cổ pamper đẹp quá. KM18 cho chị Duyên Trần Thị ok. Chị Hương Giang Võ ok, chị lấy hết á. KM18 ok chị. Cái mã này là còn size gì anh ơi, siêu nhẹ luôn này. Logo này theo này. Không biết là còn size gì. Cái mã cổ pamper này còn size gì đấy. KM19 màu đỏ. KM18 chứ chị La Âu. Rồi ok chị Duyên Trần Thị KM18. Nói chung là mọi người chốt nhiều đi. Thì ngày mai em cho hàng về thêm. KM18 đẹp này. 99.000 đồng.
Thế mai lên đơn cho em luôn là KM19 cho em. KM19. Anh ơi. Anh. Anh Đức ơi. Ui giời. KM cái mã cổ pamper này còn size gì đấy? 45 đến 60 cân. Ô còn size bé thế này. 45 cân đến 60 cân chốt cho em mã KM19. Em tặng nốt các chị yêu KM19 đấy. Còn giá là còn nào? Còn giá là còn bao nhiêu tiền nhỉ? Còn 169.000 đồng. 169.000 đồng của KM19. Chị yêu nào lấy mã này lên đơn là KM19 và kèm số điện thoại cho em ạ. Giày của bé trai còn nhiều mã chị ơi. Đây này, hip hop các kiểu đây này. KM18 màu hồng cho chị Nguyễn Thanh, KM17 cho chị Vườn Phong lá đỏ. Ok chị, lên cho em mã này luôn ạ. Hôm nọ túi ngọc đủ màu, sau còn có 2 túi thôi. Hết nhanh lắm các chị. KM19 cho em này. KM19 kèm số điện thoại mà năm nay view nhà em nó chán đời như này các chị. Năm ngoái nhỉ các chị nhỉ, view toàn 500 sướng nào lắm luôn ấy, năm nay chán ghê cơ. Mã này cả nhà mình lên đơn trang luôn là KM19 cho em kèm số điện thoại này. KM19 kèm số điện thoại cho em 169 nhá. Pamper này đẹp thế ạ, à, đẹp hơn cả hôm trước. KM19 cho em ạ. KM19 169.000 đồng. Em không nhớ mã nào đâu chị, trai phố núi. KM19 cho em 169. Con này hàng nhẹ và đẹp cực kỳ luôn, áo của Pamper. Bên trong tất cả lót lông cừu nhá, hàng siêu nhẹ. Bên trong tất cả lót lông cừu hàng siêu nhẹ, lên đơn là KM19 cho em còn tầm 10 cái. KM19 169.000 đồng. 169.000 đồng của KM19. Mình mua ngoài không có dưới 300-350 đâu. KM19 kèm số điện thoại 169. 169 đây này. Mặc những cái áo lông lông như này này các chị này, đeo những cái túi lông này rất là đẹp luôn. Năm nay em nhiều áo lông lắm. Chốt em luôn là KM19 và kèm số điện thoại cho em. KM19 và kèm số điện thoại cho em với. Đây cái giày này còn cái gì nữa nào? Phao sữa treo trên, chị Ngọc Học ơi, phao màu sữa treo bên trên này có bao nhiêu tiền? 239.000 thôi. 239 thôi, 239.000 đồng. Rồi à, áo phao treo trên tường là mã bao nhiêu? Áo phao treo trên tường của em là mã KM8 á. Mức giá cho chị em nhà mình là 159.000. Mức giá cho chị em nhà mình là 159 á. Rồi mình lên tiếp cho em mã này luôn là KM bao nhiêu đây? KM20. KM20 kèm size. Hình như phải đúng rồi chị ơi. KM8 em chốt cho chị Mạnh Duy, ok chị. Lên cho em mã này luôn ạ, 46 cân mặc được em ơi. KM19 65 cân, dạ có size chị, có size đến 65 cân đấy chị. Cái mã này lên đâu là KM20, còn màu gì đây? Đọc size. Mẫu này bây giờ em còn nguyên, màu trắng là còn nguyên size 32, 33, còn đúng 2 size thôi à? Em bán nốt các chị này. 85.000 đồng một đôi của KM20 kèm size. Dạ em chốt chị Dương Phan, ok chị. KM8 em chốt chị Lê Hiệp, ok chị ạ. Chị nào có đơn chiều comment dồn đơn chiều cho em ạ. Hả? Màu này của em là màu trắng nha, màu trắng. Toàn bộ này dáng giày hip hop, cái mẫu này bên ngoài không có dưới 180.000. Đây ạ, màu trắng cho em ạ. Nguyên của size 32 và size 33 nhá. Nguyên của size 32 và size 33, các chị nhìn đế cho em này. Tất cả mã này nhá. Bây giờ em còn nguyên của size 32, 33, hôm đầu nó có size đến 38, 39 ấy. Cái này lên đơn cho em luôn ạ, lên đơn là KM20. Dạ em chút chị Vui Dương, KM19 ok chị. À thím chị mặc đẹp thế ạ. KM20 kèm số điện thoại cho em. KM20, màu trắng của size 32, 33. Màu đen của size 3 mấy? Màu đen nguyên 31 à? Màu đen của em Trang là nguyên size 31 các chị nhá, 85.000 đồng một đôi. Dạ em chốt đơn ạ, comment cho em mã này luôn là KM20 và kèm số điện thoại cho em ạ. KM20 kèm số điện thoại cho em ạ, được chưa ạ? Tất cả chỗ này phản quang này. Em bán cho các chị yêu mình với mức giá là còn 85.000 đồng. Ui trời ơi đẹp dã man, KM20 kèm số điện thoại cho em ạ. KM20 cho chị Nguyễn Điệp một đôi ạ. KM20 chị Lan Lan ok chị, áo em mặc hết hàng ạ. KM20 và kèm số điện thoại cho em. KM20 và kèm số điện thoại cho em chị Trần Thu Hà này. Áo này hôm trước em bán cho chị Trần Thu Hà rồi, xong chị cầm vào chị bảo lỗi. Mà hôm nay em tìm mãi không biết nó lỗi ở đâu. KM20 và kèm số điện thoại, hôm nay em mới mặc đến nó nhưng em tìm mãi không biết nó ở đâu. KM20 cho chị Hợp Bắc một bộ đôi màu trắng ok chị. Hết size 33, 33. 33 bây giờ em còn màu trắng ạ. 32, 33 là còn màu trắng ạ. Còn màu đen là em còn nguyên của 31 ạ. Màu đen là còn nguyên của 31 phải không? Màu đen là còn nguyên của 31 thôi ạ. Lên đơn là KM20 cho em ạ. KM20 kèm số điện thoại cho em, mức giá cho các chị em nhà mình 85.000 đồng một đôi. 85.000 đồng một đôi của KM20, các chị nhìn cho em là đẹp dã man luôn. KM13 dạ em chốt đơn cho chị Kim Anh có đơn ạ. KM20 em chốt đơn cho chị Lê Hiệp ok chị. Lên mã này cho em luôn là KM20 85.000 một đôi. Phải mua 3 đôi nhà em mới bằng một đôi ở ngoài. KM20 kèm số điện thoại cho em ạ. KM20 form giày hip hop dáng thể thao như này cho bé. Lên đơn em luôn là KM20 em chốt chị Hằng Nguyên ok. KM20 em chốt chị Lê Hồng ok chị. Dạ chị ơi em không đơ chốt được theo tuổi đâu chị. KM20 chị Trần Quang Phu ok chị. Comment hộ em luôn là KM20 và kèm số điện thoại cho em nhá.
KM20 kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho chị em nhà mình luôn là 85.000 đồng một đôi. 85.000 đồng một đôi. Sao hộp này nó vỡ loe te be này. Ôi giời ơi hộp. Đấy đi đường xa về các chị. Chuyển hết công nọ sang xe kia. Chuyển hết xe lọ sang công kia. Các kiểu về đến đây là nó vỡ loe te be hết ra này. Rồi ok chị Hồng Phương lên đây là KM20 cho em với ạ. Chị ơi mai gọi điện rồi. Chị ơi mai gọi điện cho em, nay em đợi mãi không thấy ấy. Chị Anh Ngọc á, chị An Ngọc á, lên mã là chưa gọi điện chốt đơn, kèm số điện thoại vào đấy cho em, ngày mai em gọi lại cho. Chị Di Hoàng ok, KM20 có đơn. Chị Anh Ngọc hôm qua chốt cái mã gì đấy? Chốt cái mã, nếu mà chốt cái KM36 à, cái CM36 hôm qua thì chắc là mất tầm khoảng chục chị không được hàng. Tầm khoảng chục chị không được hàng. Vẫn còn dư một cái. Ôi dồi ôi, cái vỏ gối xịn. Vỏ gối này tất cả của nó là chất cốt tông nhập khẩu này. Hàng đẹp lắm. Chị nào chốt mã này comment đúng mã em là vỏ gối đẹp và kèm số điện thoại cho em. Còn một đôi 34, 35. Ôi thế chết rồi, còn một đôi 34, một đôi 35 à? Đôi 34 của mã nào? 34 của màu trắng ạ. KM20 em còn một đôi 34 của màu trắng ạ. KM20 em còn một đôi của size 34 màu trắng ạ. Chị nào chốt mã này lên đơn của em luôn là KM20 size 34. Đây, bác nào đang cần size 34 chốt đi. Trời ơi, trắng pha cam của nó này. Đúng là chuẩn hàng hip hop luôn. Comment KM20 size 34 còn một đôi. Size 35 còn một đôi màu đen à? 35 còn một đôi màu đen. Chốt em luôn là KM20 và kèm số điện thoại cho em ạ. Ôi chị Hương đang gõ nhanh thế. KM20 và kèm số điện thoại cho em. Đây đang ngoắc vào nhau với các chị. KM20 có màu đen size 35. Chị nào lấy KM20 nhìn là các chị biết là cái giày nó form nó đẹp như nào rồi. KM20 kèm số điện thoại cho em ạ. 100 ở đâu giá 85.000 đồng. 85.000 đồng của đôi KM20. Nhá chị nào chốt KM20 comment KM20 kèm số điện thoại cho em. Đây lên bộ nam cho các chị này, bộ nam còn nhiều đúng không? Bộ nam. Dạ không chị nha. KM20 size 35 ok, chị để lại số điện thoại cho em. Mã này lên đơn cho em luôn là KM21. Ê, anh ơi còn để anh Nguyên cầm áo này. Thấy quần đâu anh? Rồi bây giờ sẽ lên đơn cho mọi người mã tiếp theo, mã hàng vỏ gối xịn nhá. Tất tần tật mã này của nó là hàng chất cốt tông nhập khẩu, hàng đẹp. Được chưa? Em bán các chị này, hàng xịn lắm luôn ạ. Bên trong tất cả nó trần như này, em cho các chị xem cái đường trần của nó này. Trần toàn bộ là trần bông ép nha, không phải trần mếch đâu. Lên mã này cho em luôn là KM à, mã hàng là vỏ gối xịn và kèm số điện thoại em chốt đơn. Chưa? Vỏ gối xịn các chị ơi, em đọc màu này, vỏ gối xịn em bán các chị này 68.000 ạ. Một đôi hai cái. Một đôi là hai cái. Bên ngoài bán toàn 60.000, 70.000 một cái thôi. Các chị yêu mình lên đúng mã cho em luôn là vỏ gối xịn và kèm số điện thoại KM20. Chị Mạnh Duy ok, chị Hà Sang ok ạ. À. Chị Nguyễn Hàng Áo mà không có hàng đâu ạ. À. Mình lên mã này cho em luôn là vỏ gối xịn ạ. À. Kèm số điện thoại em đọc màu. Các chị nghe màu và nhớ màu hộ em với ạ. À. Màu này của em là kẻ xanh ạ. À. Kẻ xanh ạ. À. Được chưa? Màu này của em là màu hoa gì đây? Hoa gì đây tình yêu ơi? Hoa gì đây các tình yêu ơi, hoa này là hoa gì đây, màu xanh cốm ạ. Màu này của em là màu cốm hoa, là hoa gọi là màu cốm hoa nhá, hầu màu cốm hình bông hoa. Được chưa, màu cốm hình bông hoa em cũng không biết là gọi là màu gì được ạ. Màu này của em là màu vàng hình con gấu ạ. Toàn bộ chất cốt tông nhập khẩu cho em ạ. Toàn bộ chất này là các chị nhăn nằm mùa đông thì ấm mà mùa hè nó cực mát luôn. Đây này các chị nhìn này, cứ nói chung các chị cứ nhận và hàng về đi, hàng đẹp lắm luôn. Được chưa, comment cho em luôn là vỏ gối xịn và kèm số điện thoại cho em ạ. Vỏ gối xịn và kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi ok chị Hương Lê có ạ. Cất hộ chị rồi ok chị. Comment cho em mã luôn là vỏ gối xịn và kèm số điện thoại em chốt đơn. Màu vàng hình con gấu này. Màu này của em là màu xanh ô ạ. Màu xanh ô ạ. Ôi dồi ôi đẹp thế. Màu xanh ô ạ. Đây các chị ơi. Chốt hộ em luôn ạ. Mã hàng cho em là gì ạ? Vỏ gối xịn và kèm màu cho em ạ. Màu này của em là màu tím than hình cái lá này. Màu tím than hình cái lá này. Màu này của em màu xích hồng này. Màu xích hồng cho em ạ. Lên đơn là vỏ gối xịn kèm số điện thoại 68.000 đồng một đôi ạ. Màu này của em màu xanh dương ạ. Màu xanh dương có hình bông hoa. Cứ comment mã như thế ạ. Vỏ gối xịn ạ. Size 7, kích thước là 70. Kích thước là 50-75 phải không nhỉ anh ơi? 50-75 ạ. 50-75 ạ. Comment em luôn là vỏ gối xịn và kèm số điện thoại cho em. Vỏ gối xịn kèm số điện thoại cho em màu xanh. Đây là màu xanh dương hình bông hoa nhá. Màu này của em là màu xích hồng nhá. Toàn bộ là chất cốt tông nhập khẩu đấy ạ. Được chưa? Màu xích hồng cho em ạ. Màu này của em màu tím than hình cái lá này. Màu tím than ạ. Màu này của em màu xanh ô này. Chà, màu này của em là màu vàng hình con gấu này. Màu vàng hình con gấu cho em ạ. Mã này lên đơn cho em luôn ạ. Xanh này, xanh kẻ ô này. Xanh kẻ ô ạ. Màu này của em màu cốm ạ. Màu cốm hình bông hoa. Lên mã cho em luôn là vỏ gối xịn kèm số điện thoại.
Được chưa ạ? Vỏ gối xịn và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá chốt tại live các chị em mình là 68.000 đồng ạ. 68.000 đồng ạ. Áo em đang mặc không có hàng đâu ạ. Vỏ gối xịn kèm số điện thoại cho em 68.000 đồng. 68.000 đồng một đôi ạ. Em chốt cho chị Lê Hiệp ok, em chốt chị Lê Thùy Linh, Thùy Linh Linh ok, chị gái có vỏ gối xịn ạ. Comment hộ em luôn là vỏ gối xịn và kèm số điện thoại cho em. Mức giá em chốt cho mọi người là còn 68.000 đồng một đôi ạ. Dạ em chốt cho chị Như Quy ok chị. Mã hàng vỏ gối xịn và kèm số điện thoại cho em. Mã giúp em là vỏ gối xịn và kèm số điện thoại. Cái ga nhung còn không anh ơi? Lên cho em bộ này đi. Bộ này bây giờ em còn nguyên của size M hay sao á. Bộ này 138.000 đồng. Tất tật bộ này chất u mì. Bộ này khác bộ qua em like nha. Bộ này là mẫu khác bộ qua em like nha. Bộ này là mẫu khác bộ qua em like nha các bác ơi. Mã lên đơn cho em luôn là CM21 à. CM21 và kèm số điện thoại cho em. À đâu, không phải CM mà là KM chứ. KM21 kèm số điện thoại cho em. KM21 kèm số điện thoại cho em khuyến mại đấy các chị. Em là từ tắt của viết tắt của từ khuyến mại nha mọi người. Mọi người sẽ lên mã này cho em luôn. Mã hàng KM21 cho em. Để cho em chốt đơn cho mọi người với mức giá là 138.000 đồng. Nhưng mà hình như mẫu này em chỉ còn của size M và L thôi. Size từ 45 cân đến 55 cân thôi ạ. Nguyên của size M và L thôi các chị nhá. Lên cho em mã này luôn là KM21 kèm số điện thoại cho em. Phải KM21 không? KM21 cho em màu hồng này. KM21 kèm số điện thoại cho em ạ. 138.000 đồng ạ. Màu này của em là màu cam. Mẫu này mặc lên đẹp tuyệt vời luôn ạ. KM21 và kèm số điện thoại cho em. Còn nguyên của size M và L thôi. Và màu này của em là màu vàng. Chị nào lấy KM21 lên đơn giúp em luôn là KM21 kèm size, kèm số điện thoại cho em 138.000 đồng chị ơi. 138.000 đồng ạ. Nguyên còn nguyên của size ML thôi đúng không? Tất cả tật bộ này của em nó là chất umi xịn nhá. Chất umi siêu đẹp luôn. Lên đơn mã hàng KM21. Dạ. KM21 kèm số điện thoại cho em ạ. Màu cam này em còn đến size XL này. Màu cam này em còn đến size XL ạ. Lên đơn mã hàng KM21. Bây giờ em mặc thử cho các chị yêu mình một bộ màu nào còn nhiều nhất để em mặc. Hả? Em nhớ là bộ này như không còn mà còn cái bộ đính đá kia thôi. Bếp lứa ngày mai inbox cho em nhá. KM21 và kèm số điện thoại cho em. Được cho 138.000 đồng. 138.000 một bộ. Toàn bộ chất u mì. Nếu như chất này nó có một trong những cái dấu hiệu như sau là em sẽ nhận lại cho các chị. Chợ chất này em đảm bảo luôn là không nhão vải nha, không xù lông. Chợ không nhão vải, không xù lông, tất cả nó là chất vải u mì xịn sò. Mã này mọi người lên đơn là KM21. Kèm số lượng và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá các chị 138.000 đồng ạ. Dạ em chốt cho chị Linh Thùy ok chị. KM21 cho em ạ. 138.000 màu cam cho em này. Em đang có của màu cam nhá. Em đang có của màu cam, màu vàng và màu hồng thôi. Cam vàng hồng, mã hàng KM21 kèm số điện thoại cho em ạ. KM21 kèm số điện thoại cho em ạ. Cứ cho sạc sẵn đấy đi. KM21 kèm số điện thoại cho em. Dạ không có hàng đâu. KM21 kèm số điện thoại cho em ạ. 138.000 đồng ạ. 138.000 đồng một bộ ạ. Chất đẹp lắm các chị ơi. Chất đẹp lắm luôn. KM21 cho em và kèm số điện thoại em lên đơn. Để cho lên đơn giúp em luôn là KM21 kèm số điện thoại 138.000 đồng cho nó gọn gàng. 138.000 đồng. Chị nào lấy thì comment hộ em luôn. KM21 và kèm số điện thoại cho em. KM21 và kèm số điện thoại cho em 138.000 đồng. Cái áo này em đã bảo rồi, em bán cho chị Trần Thu Hà đấy. Xong rồi mang vào em bảo cầm vào bảo lỗi mà em cũng đang trước tìm thấy nó lỗi ở chỗ nào. Em mặc suốt từ chiều giờ mà em chả biết nó lỗi chỗ nào luôn ấy. KM21 và kèm số điện thoại cho em. Rồi tiếp tục áo này em còn ít ít nữa này. Cái áo này em bán hết cả một lô, không biết nói ra có chị nào tin không. Nhưng thật sự em bán hết cả cái lô áo này mà em không lời nghìn nào của cái lô áo này. Có tất cả các mã khác thì nó phải có. Cái mã này ở đây còn không? Cái hộp bút á. Hộp bút nhà mình nhặt cho chị Hương đang gõ đủ chưa? Chị Hương đang gõ như có lấy hộp bút mà đúng không? Xem là lấy đủ chưa, nhìn trong hóa đơn xem nào, không ngày mai thiếu đơn chị. Vì cái hộp bút hộp biết cái mình có nhập được nữa đâu. KM21 màu vàng size M. Dạ em chốt cho chị Lê Hà một bộ ok chị. Lên mã cho em luôn là KM21 và kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ áo này thì không còn hàng đâu ạ. Áo này hôm nọ em bán rồi, xong là chị cầm vào chị bảo lỗi mà. Em mặc suốt từ chiều giờ em chả thấy lỗi ở đâu cả. Em chẳng biết lỗi ở đâu. Hộp bút á chị, hộp bút đây này. Nhưng mà còn mấy cái hộp bút ở ngoài đấy anh. 29.000 đồng nhưng mà để em xem còn không đã. 29.000 đồng của mã này. Lên mã cho em luôn là hộp bút và kèm số điện thoại cho em. Hộp bút và kèm số điện thoại cho em 29.000 đồng.
29.000 đồng cái hộp bút này, là hộp bút có bánh xe, có đi lại được hả? Còn 3 cái. Hộp bút em còn 3 cái, chốt 29.000 đồng mã hàng hộp bút, giấy thắt lưng thắt điếc hết rồi à? Con vừa nói em luôn là hộp bút và kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng. 39.000 đồng một cái hộp bút nhá. Mình lên con mừng nội em luôn là mã hộp bút và kèm số điện thoại cho em 39.000 đồng. Không biết là chị nào. Quần legging nha chị, legging nha chị, không biết là có nó ở đây. Kẹo hoa hồng đây ngon lắm các chị ơi. Kẹo hoa hồng kèm số điện thoại cho em 65.000 đồng hai gói đi. 65.000 đồng hai gói kẹo hoa hồng. Toàn bộ kẹo hoa hồng này. Nó là dòng kẹo sô cô la như này nhá, ngon lắm. Kem sô cô la được chưa ạ? Các bác lên đơn nội em luôn là kẹo hoa hồng kèm số điện thoại, em đi kèm cùng đơn hàng. Hộp bút rồi, ok chị. Hộp bút đấy chị Bảo Linh. Nhưng mà em đi kèm một đơn thôi nhá. 29.000 đồng. Cái này nó có bánh xe đi lại. Hộp bút và kèm số điện thoại. Có 3 cái thôi, em không đọc tên đâu. Dạ hoa hồng sô cô la. Ngon. Con này em ăn hết rồi. Dạ. Dạ là của em đây mà. Ngon hết. Bao nhiêu gam đây chồng? Còn có 3 gói rồi á. Bếp nướng inbox cho em nhá. Còn 3 gói rồi á. Kẹo hoa hồng ngon lắm, kèm số điện thoại cho em. Kẹo hoa hồng kèm số điện thoại cho em 65.000 đồng hai gói á. 65.000 đồng hai gói kẹo hoa hồng. Kẹo ở Việt Nam mình thôi, kẹo toàn là hàng Việt thôi, em chỉ nhập hàng Việt thôi. Con nhà em mà ăn là chủ yếu á các chị ạ. Kẹo hoa hồng và kèm số điện thoại cho em ạ, mức giá 65.000 đồng ạ. Khoác lam em còn đấy chị. Ngon lắm. Cho em cái kẹo nữa nè. Kẹo em chỉ bán hàng Việt Nam thôi nhá. Hàng sản xuất trong nước có tên địa chỉ công ty rõ ràng. Nói chung là em bảo rồi ạ. Em bán thì ít thôi, tại vì những cái mã này em các chị thấy em có like mấy đâu. Em nhập về cho con nhà em với cả mai kia em tặng nhân viên Tết đi. Rồi em nhập thôi. Thắt lưng rồi em còn ít à. Áo khoác nam em vừa lên rồi. Chị bé Vân lên xuống dọa cho em. Ngon lắm. Chị Thảo Nguyên bên này hai gói rồi. Tiếp tục các chị. Các chị nhìn được cái mặt không? Đẹp nha. Toàn bộ dây của nó này. Nghe chồng em bảo thôi em đừng có xé mặt ra nữa, đến lúc anh đi bọc lại khó lắm. Thôi em xin phép không xé nữa nhá, làm khổ ông lắm. Đấy mọi người lên comment cho em luôn là mã. Rồi ok, comment là kẹo hoa hồng nhá. Ngon lắm, ăn nó béo nữa. Nó có sô-cô-la nữa ngon. Nói chung ngon, hàng này các chị lên đơn cho em luôn là mã gì nhỉ? Mã lên đơn là cái gì nhỉ? KM22 à? Anh toàn bộ thắt lưng xịn của Nam. Hàng này thì chả biết là còn bao nhiêu cái, nhưng mà toàn bộ là hàng thắt lưng xịn của Nam. Các chị nhìn là các chị biết rồi. Về các chị nhận hàng về, các chị thích test cái da như nào thì test. Cam kết mọi người luôn, toàn bộ hàng da thật, chất da rất là đẹp, không bao giờ bị lổ da, bị bong da. Cái này mọi người lên đơn là KM22 à? KM22 cho em ạ, kèm số điện thoại em chốt đơn được chưa? Tất tần tật mã này. Em thanh lý cho các chị 59.000 đồng ngay từ hôm đầu em về em bán cho các chị, em đã bảo là mọi người là như nào ạ? Toàn bộ hàng thắt lưng xịn cho em. Bên ngoài thị trường không có dưới 250 nha. Mã giúp em luôn là đây, đẹp như này. Toàn bộ hàng đẹp như này cho các chị yêu với mức giá là 59.000 đồng. Comment của em luôn mã hàng KM22. KM22 và kèm số điện thoại cho em ạ. KM22. Mình mua cho chồng, mình mua cho ông nội, ông ngoại, mình mua cho em cậu, mình mua cho con trai, được cho em trai mình ạ. Mình tặng cho mỗi người một cái vì hàng này quá xịn sò luôn. KM22 lấy 2 cái, nhớ comment 2 cái. Cái này còn nhiều không? KM22 còn ít thôi á. Em chốt cho chị Nguyễn Linh có, em chốt chị Trần Thêu 4 cái này. KM22 em chốt chị Như Quy 2 cái, ok tình yêu. Nhận hàng em đã bảo rồi, riêng cái mã này các chị thích test kiểu gì thì test. KM22 và kèm số điện thoại cho em ạ, mức giá cho chị em nhà mình luôn ạ. Với mức giá cho các chị yêu là còn 59.000 đồng một cái. Lên hộ em luôn là KM22 cho em ạ. KM22 và kèm số điện thoại cho em ạ.
KM22 em chốt chị Nguyễn Luyến có, chị Hợp Bác có, chị Tâm Bình và Tư ok chị Nguyễn Hậu ok chị ạ. Chị Bình Lê ok, chị lên đơn hộ em luôn là KM22 và kèm số điện thoại cho em. KM22 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho các chị yêu nhà mình luôn là 50. Mức giá cho các chị yêu nhà mình luôn là 59.000 đồng của KM22. Là em chốt cho chị Ngân Nguyễn ơi, lên đơn là KM22 cho em ạ. KM22 59.000 đồng, các chị nhìn cho em cái chất da của nó này. Chất da của nó này, toàn bộ dòng da thật cho em ạ. KM22 cho em kèm số điện thoại nha. Em chốt cho chị Bích Phạm ok chị ạ. KM22 kèm số điện thoại cho em 59.000 đồng. Em có lẫn mấy cái của nữ thôi đúng không? Em có lẫn được mấy cái của nữ này, chị nào lấy thì lấy nhá. KM22 em chốt cho chị Di Hoàng ok chị. KM22 ở bắt cao này em vẫn thấy xỉ đóng thôi. Bắt ca tàu nhà mình ấy, tối nay vẫn em vẫn bán xỉ mấy cái đấy này. Chắc là vẫn còn đúng không? KM22 đây của nữ đây này. Chị nào lấy mã này lên đâu đó, em luôn là KM22 nữ và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Ngân Nguyễn KM22 5 cái lên số điện thoại đi. KM22 và kèm số điện thoại đây của nữ em còn hàng đấy ạ. KM22 của nữ em còn đấy ạ. Được chưa? Chị nào lấy KM22 comment của em luôn là KM22 ạ. Toàn bộ dòng rất da rất là đẹp nhá. Toàn bộ dòng rất da rất là đẹp như này cho em luôn. Ôi dồi ôi, thật sự cái lô thắt lưng nam này nó xịn quá mọi người. Nó xịn quá luôn ạ, chị he mũ mĩm ạ. Comment là KM22, em chốt chị Nguyễn Linh ok chị. KM22, chị Bích Phạm ok chị ạ. Thắt lưng nói, lên đơn của em luôn là KM22 và kèm số điện thoại cho em ạ. KM22 và kèm số điện thoại cho em ạ. Em nó chỉ có mấy mặt như này thôi. Nói chung là nó chả còn nhiều đâu, mỗi một lô nó có 1-2 cái mặt. Nó chả còn nhiều hàng đâu ạ. KM22 các chị cứ lấy cái mặt như kiểu gì lấy. Nói chung em toàn lấy mặt đơn giản hết. Toàn lấy mặt đơn giản đẹp hết cho các chị yêu. Đây là cái hình con Puma ấy các chị. Hình Puma ấy, con này hình rất là đẹp luôn này. Comment KM22 bên ngoài con này rất là đẹp luôn. KM22 lấy bao nhiêu cái comment số lượng lấy cho em luôn. Tránh trường hợp ngày mai đơn 1 nhà em không gọi nhá. Chị heo mũ mím 3 chiếc ok ạ. À. Chị Ngọc Ngọc ok chị ạ. À. KM22 và kèm số điện thoại cho em ạ. 59.000 đồng. 59.000 đồng cho em ạ. 59.000 đồng cho em KM22 và kèm số điện thoại em chốt đơn. Rồi cho KM22 kèm số điện thoại em chốt đơn hàng. Dạ em chốt cho chị Nguyễn Điệp ok chị này. Lên mã của em luôn là KM22 và kèm số điện thoại. Cái áo này ngày hôm nay lên nó mẫu có mũ hay mẫu trơn hết như này anh? Anh? Mẫu trơn hết này à? Mẫu không mũ hết à? KM23. Chốt giúp em con này luôn là KM23 này. Chưa KM23 60 cân đổ về cho em mã này. Chị nào chốt mã này lên đơn cho em luôn là KM23 và kèm số điện thoại cho em. Lên đơn cho con này luôn là KM23 và kèm số điện thoại cho em ạ. Áo bé, áo khoác bé gái. À đúng rồi, áo khoác bé gái đây này đang treo sát ở đây rồi đâu rồi nhỉ. Đây, cho em like luôn cho. Toàn bộ len dệt này. KM23. Kèm số điện thoại cho em. Đây. Lên cho các chị mã gì đây? Mã áo parka KM23 đây. Chốt vào đây luôn cho các chị. Hôm nay là nhà em chỉ còn nguyên của màu vàng thôi. Hôm nay là nhà em chỉ còn nguyên của màu vàng thôi. KM23 và kèm số điện thoại cho em. Lên giúp em luôn là KM23. Kèm số điện thoại còn nguyên của màu vàng thôi. Em thanh lý lốt các chị 174.000 đồng. 174 chốt KM23 kèm số điện thoại cho em. 174 nha các chị ơi. 174.000 đồng của KM23. Chị yêu nào lấy KM23 lên hộ em luôn là KM23. Mẫu Pasca này rất là xinh luôn ạ. Size từ size cho bé yêu nhà mình từ 23 cân 7 tuổi ạ. 23 cân 7 tuổi đổ lên ạ, cho các bé đến tầm 42 cân đổ về. 23 cân 7 tuổi đổ lên đến 42 cân đổ về cho em mã này. Chị nào chốt mã này lên đơn là em luôn là KM23 kèm theo cân nặng cho em 174.000 đồng. Tất cả dòng này bên trong đều lót nông kỳ. Nha, mã hàng KM23 kèm số điện thoại. KM23 kèm số điện thoại cho em 174.000 đồng. 174 cho 20 bàn chải đánh răng nữa ok chị. Các chị ơi, bàn chải đánh răng mọi người cứ comment bàn chải đánh răng thôi, nhưng cái mã đấy em cũng không phải like nữa đâu nhá mọi người, tại vì nó không có cái mã gì khác. Ví dụ như là quần áo này này thì mỗi hôm nó là một mẫu khác nhau thì em mới phải like thôi. Còn những cái mã đấy mọi người cứ kèm vào đơn cho em. Chỉ đi kèm vào đơn thôi chứ còn đi thì không nguyên cái bàn chải đánh răng nhé, em có gọi đâu. Mọi người lên mã này cho em luôn là KM24 đúng không? À KM23 và kèm số điện thoại cho em ạ. Hóp đi nhỡ còn size chị. KM23 kèm size kèm số điện thoại cho em. Mức giá cho các chị yêu nhà mình luôn là còn 174.000 nhá. Mã này của em này, mã này của em lên đơn là KM24 nhờ. Em đang có màu đỏ này, em đang có màu đen và em đang có của màu lâu. Mã này 60 cân đổ về cho em ạ. Toàn bộ chất len cao cấp nhá. Toàn bộ chất len cao cấp hàng Quảng Châu ạ. Chốt cho em mã này luôn là KM24 đúng không? KM24 kèm số điện thoại cho em.
KM24 kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá em chốt tại live cho chị yêu nhà mình luôn nè. Là còn gì ạ? Bao nhiêu tiền nhỉ? 199.000 đồng của KM24. KM24 199.000 đồng. Chị nào lấy KM24 lên đơn là KM24 màu lâu, màu đen và màu đỏ này. KM24 kèm số điện thoại cho em lâu, đen, đỏ cho các chị yêu nhà mình luôn. 199.000 đồng của KM24. Chị nào lấy KM24 lên đơn giúp em đi. Lên đơn giúp em mã hàng KM24 và kèm số điện thoại. Dạ chị nào lấy bàn chải đánh răng, cứ comment là bàn chải đánh răng kèm số điện thoại là ok, có đơn 38.000 đồng 10 cây nhá. Lên cho em mã này luôn là KM24 và kèm số điện thoại cho em. 174.000. Được chưa? Mình lên mã này cho em luôn là KM24 và kèm số điện thoại cho em ạ. KM24 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá chốt tại live các chị là 199.000 đồng. Em đang có full của 3 màu như này. Em đang có full của ba màu như thế này. Nha các chị nha, em đang có full của 3 màu như này ạ. Chị nào chốt mã này lên đơn cho em luôn là KM bao nhiêu đây? KM24 và kèm số điện thoại cho em. Được chưa? KM24 và kèm số điện thoại cho em ạ. 199.000 đồng ạ. 199.000 đồng chỗ của em ạ. 199 nha các bác ơi, 199.000 đồng. Bàn chải đánh răng ok, em chốt cho chị Thanh Mai có đơn ạ. Em chào chị cuộc sống bình yên ạ. KM24 cho em ạ, màu đỏ này. Em có màu đỏ, màu đen và màu lâu cho em ạ. Đỏ, đen và lâu ạ. Các chị lên đơn là KM24 nhá, kèm số điện thoại giúp em. KM24 kèm số điện thoại giúp em 199.000 đồng. 199.000 đồng của KM24. Được chưa? Mình lên hộ em luôn là KM24 và kèm số điện thoại, giấy vệ sinh còn đúng không? Giấy vệ sinh này. Bán bao nhiêu vẫn thấy dã man đã rồi. Bán bao nhiêu xe ô tô rồi. Chốt cho em mã tiếp theo, mã hàng KM25. Lên đơn cho em luôn là giấy vệ sinh đi, đi kèm cùng đơn cho mọi người. Giấy vệ sinh nhà em sẽ chốt được đơn cho các chị yêu với mức giá là còn bao nhiêu tiền nhỉ? Đây, Pasca đây, các chị đang hỏi Pasca đây. Các chị đang hỏi Pasca đây ạ. Chị nào lấy Pasca mã này các chị lên đơn cho em luôn là 25 cho em mã này luôn là mã gì nhỉ? Hả? 25 KM25 cho em ạ. Mã KM25. Được chưa các tình yêu? KM25 và kèm số điện thoại cho em ạ. KM25 và kèm số điện thoại cho em, mức giá này các chị ơi. Trời ơi, nó xịn dã man luôn. Được chưa? Nó xịn dã man luôn, mã này chốt cho em luôn là KM25. KM23 và em chốt cho chị Nhàn Nguyễn ok chị ạ. Lên cho em mã này luôn là KM25 và kèm số điện thoại cho em ạ. 239.000 đồng. Hôm nay xả lốt 229.000 đồng cho nó gọn gàng. Chỉ còn nguyên của màu lâu và màu cam à. Siêu nhẹ con này, hàng Quảng Châu. Cái logo này thêu hết này. Logo túi này của em cũng thêu hết này. Cho con này dưới 60 cân cho em mình mặc vừa. Con này em chưa rút eo. Dưới 60 cân cho em mình mặc vừa mã này. 229.000 đồng. 229.000 đồng mã này. Lên đơn cho em luôn là KM25 à. KM25 kèm số điện thoại cho em ạ. KM25 kèm số điện thoại cho em ạ. KM25 ạ, kèm số điện thoại. Em like hết rồi mã đấy, em gửi tiếng tua lại cho. Lên rồi em mã này luôn là KM25 kèm số điện thoại cho em. Mức giá chốt tại like cho chị em nhà mình luôn là còn 229.000 đồng một cái. 229.000 đồng một cái. KM25 em đang có của màu cam. Em đang có KM25 của màu cam và KM25 của màu lâu. Nha, mình lên của em luôn là KM25 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp dã man, 229.000 đồng. 229 nốt cho các chị. Chị nào lấy mã này lên đơn em luôn là KM25 và kèm số điện thoại 229. 229.000 nha các chị nha, 229.000 đồng của KM25. Em đang có KM25 của màu cam, KM25 của màu lâu. Được chưa? Tình yêu nào lấy thì các chị ghi lên đơn là KM25 kèm màu cho em ạ. Bây giờ em mặc qua màu cam cho các chị gái. 229.000 đồng. 229 ạ. Loại ngắn hơn á chị, ngắn hơn em không còn hàng đâu chị. Ngắn hơn các chị chốt KM8 hôm nay ấy. Chốt cái mã KM8 hôm nay ấy chị. 10 rưỡi hay 9 rưỡi đây anh? Hả? 10 rưỡi á? Ok chưa? Chốt rồi em luôn là KM25 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho chị em nhà mình luôn là còn 239.000 đồng. Mai đi chơi đi nhá. Này. Hả? Mai rủ nó lại đấy. KM25 và kèm số điện thoại cho em. Nói thế thôi các chị ạ. Em cứ nói thế chứ phải đến 2-3 tháng nay em có bước chân ra khỏi nhà. Có bước chân ra khỏi nhà đâu. Từ hôm mình đi ông ngoại là tháng mấy anh nhỉ? Eo ôi. Có chị nào như em không? Không bước chân ra khỏi nhà. Chỉ ở trong nhà thôi. Chỉ ở nhà bán hàng thôi.
Chỉ ở trong nhà bán hàng thôi. Và ra đến kiểu trước đối diện nhà em ở nhà văn hóa. Ra đến sân nhà văn hóa là kịch kim rồi các em quay về. Ra đến sân nhà văn hóa là nhiều khi sang đón con nó chạy bên đấy, nó chơi bên đấy. Cái mã này mọi người lên đơn là KM25 cho em nhé. Chị ơi, bộ nam à? Bộ nam. Rồi đã em tí. Tua lại khoác nam đi à? Ok chị. Bộ nam đây các bác ơi, bộ nam đây, lên đơn là KM26. Màu ghi đâu rồi ta? KM26 cho em mã này nhá. Chốt cho em mã này luôn là KM26 là bộ lam 159 à. 149 à. 149.000 đồng KM26, bộ này là bộ Umi Nam. Bộ Umi Nam 149.000 đồng. Bộ Umi Nam này là 149.000 đồng của KM26 ạ. Mọi người lên đơn là KM26 và kèm số cân cho em ạ. Size đọc size nào. Bây giờ em còn size từ 45 cân đến 68 cân ạ. Dạ mặc được chị. Mặc được, bé 50 cân thì bé còn to hơn em ấy chị. Chị Bích Lê bé 50 cân thì bé còn to hơn em ấy, kiểu như các bé nhỡ nhỡ size ấy. Thanh Liên đúng không? Kiểu như thế, thanh niên hoi ấy. Comment em còn có 46 cân thôi. Cái mã này mọi người lên đơn cho em luôn là KM26 à. KM26 và kèm số điện thoại cho em ạ. Áo đen đằng sau bao nhiêu tiền ạ? Áo đen đằng sau của em là 159. Em chả biết được KM26 trong bộ này nam này đẹp lắm. KM26 em có màu đen màu ghi nhá. Chốt em luôn là KM26 và các chị sẽ được chốt với mức giá là 149.000 đồng. 149.000 đồng. Áo đen đằng sau chị Hoàng Quỳnh nên là KM8 nhá. KM26 chị Thúy Hương Ngọc. Chất quá đẹp luôn, lấy hai bộ đi chị. 148, 149.000 đồng của KM26. Màu ghi em không biết em ném đâu rồi anh ạ. KM26 và kèm số điện thoại cho em. Lên giúp em luôn là KM26 và kèm số điện thoại cho em ạ. 148.000 à 149.000 đồng của KM26. Trời ơi, cái bộ nam này các anh mặc ở nhà này đứng form này, đẹp này. Mặc ở nhà, mặc đi chơi. Các anh thì nếu mà bộ đẹp đẹp là các anh mặc ở nhà, mặc đi chơi luôn. Comment giúp em là KM26 và kèm số điện thoại. Tất tật mã này của em nó là chất Umi. Và em chốt cho mọi người với mức giá là 149.000 đồng. Em đang không biết là em ném màu ghi đâu rồi các tình yêu ơi. KM26 cho em. Em vừa dơ màu ghi rồi sao ấy nhỉ? KM26 và kèm số điện thoại cho em. Không biết em cầm lên rồi sao em vứt đâu rồi. KM26 và kèm số điện thoại cho em ạ. Lên đơn cho các chị yêu với mức giá là 149.000 đồng của KM26 nhé. Mình lên comment hộ em luôn là KM26 và kèm số điện thoại cho em ạ. Dạ KM25, dạ em chốt cho chị Bích Lê, ok chị ạ. Bộ đen này không, 68 cân vừa chị Thẩm Mỹ Tuyết Trinh. Có size, không phải là hàng free size đâu. Hàng nó có size mà các chị. Từ 45 cân đến size 68 cân. Chốt hộ em là KM26 và kèm số điện thoại đi. KM26 và kèm số điện thoại cho em ạ. 148.000 đồng ạ. Dạ em chốt cho chị Linh Thùy Linh, ok. Em đang có của màu ghi nữa đấy. Dạ em một tí em lên. À đây rồi anh ơi. Đây rồi, màu ghi đây rồi. KM26 màu ghi đây rồi. Chốt em mã này luôn là KM26 và kèm số điện thoại cho em này. KM26 của màu đen và của màu ghi. Đây em mặc thử màu ghi cho mọi người xem. Màu ghi của nó là màu ghi kiểu muối tiêu, rất là đẹp luôn. Mức giá cho các chị là 149.000 đồng một bộ. 149 chốt KM26 cho em nhé. KM26 và kèm số điện thoại. Cao 1m75 mà không sợ đâu. Nam cao 1m75 là chuyện bình thường. Nam cao 1m82 mới sợ. Chứ còn cao 1m75 là chuyện bình thường thôi các chị. Đấy, nữ thì đối với nữ là cao 1m7 là cao, nhưng nam là cao 1m75 là mình được, chốt được ạ. Còn có những anh còn cao 1m8 mấy cơ. Trời ơi, có những anh em đến đây là em thức, kiểu như em đứng bán hàng mà em cảm giác như mình là người tí hon đấy các chị. Cao lắm. KM26 em chốt chị Bùi Quy ok, em chốt chị Phương Anh ok chị ạ. Comment của em, áo em đang mặc là KM25 ấy chị. KM25 là 229.000 ạ. Đây ạ, KM26 cho em ạ, cái chất của nó rất là đanh này. Chất của nó rất là đanh luôn này. KM26 cái màu ghi này đẹp lắm. Cái màu ghi của em này đẹp lắm luôn. KM26 á. Kèm số điện thoại cho em ạ. Đây. KM26 kèm size, kèm số điện thoại cho em ạ. Có size. Có size nha các chị nha. Không phải free size đâu ạ. Và mức giá em chốt cho mọi người là còn 149.000 đồng của KM26. KM26 149.000 đồng một bộ ạ. Chị yêu nào lấy mã này lên đơn là KM26 ạ. Dạ em chốt chị Nguyễn Linh ok ạ. Chị Bùi Quy ok chị này. Mã lên đơn là KM26 giúp em với. KM26 kèm số điện thoại cho em ạ. 149.000 đồng một bộ. 149.000 đồng một bộ của KM26 nhá. KM26 kèm số điện thoại cho em. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mọi người mã tiếp theo nè. Mã tiếp theo của em sẽ là KM27. Áo cao cho bé trai. Các cần tập mẫu cao hip hop cho bé trai như thế này. Em đã nói một câu là các chị ơi, cảm giác như là cao hip hop này này. Các bé mặc được cả hai mặt luôn ấy. Được không?
size từ 20 cân 6 tuổi cho đến size 40 cân em đang có size vừa. Chốt cho em mã này luôn là KM27. Em chốt đơn cho mọi người với mức giá là còn 168.000 đồng nốt nhé. Hàng bán 188-189 nhé. KM27 và kèm số điện thoại cho em. Được chưa? KM27 và kèm số điện thoại em xem là cái mẫu nào size to em mặc vừa này. KM27 em đang có của màu xanh này. Em đang có của màu xanh đậm này. Em đang có màu xanh dương và màu xanh đậm thôi ạ. Em chốt cho chị sầm thời KM26 ạ. Lên số điện thoại cho em với ạ. Em chốt cho chị Bích Lê, ok chị ạ. Lên đơn là KM26 màu ghi chị ơi. Em chỉ có hai màu đen và ghi thôi nha chị Bích Lê. Lên mã là màu ghi cho em ạ. KM27 này các chị này. Trời ơi, áo phao hip hop này. Toàn bộ mẫu này của em ạ. Chốt cho các bé từ 20 cân cho bé đến size tầm là 40 cân đổ về, em đang có size vừa. Các chị lên mã này cho em luôn là KM27 cho em. KM27 em chốt tặng các chị với mức giá là 168.000 đồng nhá anh nhá. 168.000 đồng của KM27 ạ. Mình lên hộ em là KM27 và kèm số điện thoại cho em. 168.000 đồng. 168.000 đồng của KM27. Các chị yêu lên đơn hộ em luôn là KM27. Kèm số điện thoại cho em 168.000 này. Đây ạ, đẹp nhức nhối luôn. KM27 168.000 đồng. 168.000 đồng một cái. Áo phao hip hop cho bé như này. 20 cân cho bé đến size 40kg. Em đang có size vừa. Các chị lên đơn là mã KM27. Màu vàng nữa này. KM27 kèm số điện thoại cho em 168.000 nhá. Chị ơi, quần bò bé trai 30kg ạ. Em like từ chiều rồi. KM27 kèm số điện thoại, gần như là những cái mã buổi chiều em like rồi, buổi tối em ít like lại lắm. KM27 cho em ạ. Dạ em chốt đơn KM26 màu ghi chị Vườn Phong Lá Đỏ ạ. Facebook Vườn Phong Lá Đỏ này là của anh đấy. Dạ ok, Tất Nam nhà mình còn không anh? Hết hàng rồi chị. Tất Nam nhà em hết hàng rồi ạ. Mình lên cho em mã này luôn là mã này luôn là KM28. Tất này chị nào nhận rồi cho em xin một cái feedback thôi nào. Siêu dày nhá, siêu dai và đặc biệt là không xù. Siêu dày, siêu dai và đặc biệt tất tần tật mã này của em là đảm bảo các chị yêu là nó không bị xù lông. Chợ đây này các chị nhìn này. Mua một đôi tất da chân bên ngoài 10.000 nha các chị nhá, mỏng lắm luôn. Đây hàng này của em là siêu dai. Chốt cho em mã này luôn là KM28 đúng không? KM28 các chị ơi, em bán 59.000 đồng. 59.000 đồng các chị có 10 đôi nhá, mất chiếc này còn chiếc khác. KM27 em chốt chị Hằng Nguyên ok chị ạ. KM27 em chốt chị Nguyễn Linh ok chị ạ. Khoác Nam rồi, đợi em tí cho em xin lại cái mã khoác Nam nào chúng ơi. Em vứt dưới này này. KM28 cho em kèm số điện thoại đi ạ. KM28 em chỉ còn vài lố nữa thôi là hết hàng rồi ạ. Mức giá cho các chị yêu nhà mình là 59.000 đồng 10 đôi. 59.000 đồng 10 đôi của KM28 nhá. Mình lên hộ em luôn là KM28. Còn màu gì? Màu sữa hôm nay các chị chốt nhiều lắm rồi, liệu còn không? Hả? Mã hàng KM, anh nhìn qua cái đống hàng đi xem nào. KM28 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá em chốt tại live các chị là 59.000 đồng 10 đôi nhá. 10 đôi của KM28 ạ, đeo siêu thích, không bao giờ bị xù lông ạ. Không bao giờ bị xù lông nha các chị. Rồi em chốt chị Nguyễn Linh KM28 ạ, chị Lê Thị Lan ok chị ạ. Lên đơn em luôn là KM28 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chốt cho các chị yêu với mức giá là 59.000 đồng 10 đôi. 59.000 đồng 10 đôi cho em KM28 kèm số điện thoại cho em. Áo nam của mình là mã KM bao nhiêu? Tất chị cũng dùng tất này thích lắm ạ, em cảm ơn chị ạ. KM28 cho em ạ, 59.000 đồng 10 đôi cho em ạ. 59.000 đồng 10 đôi, nói chung là có như nào em báo như vậy luôn cho các chị nha. Dạ em chốt đơn cho chị Lan Lan 50 đôi của KM28 ok chị này. Mã hàng KM28 và kèm số điện thoại. Áo nam là KM mấy đấy? KM9 à? KM9 là của áo nam cho em ạ. Bây giờ chắc em chỉ chốt được màu đen với màu tím than thôi. Anh xử ngó cái đống bọn nó phân nam ra nam nữ ra nữ rồi đấy. Hả? Cái này là, cái này các chị lên đâu là KM9 cho em ạ. Em chốt nốt cho mọi người này. Giá còn 100. Màu đen chồng đã cầm ra đây đâu. Đây có mỗi màu ghi màu ấy mà. Anh hả? Màu đen anh vứt đâu rồi chứ? Mã này lên đơn cho em luôn là KM9 cho em ạ. Chốt cho các chị yêu với mức giá là còn 168.000 đồng của KM9. KM29 này, KM28 em chốt cho chị Linh Tôm Nò ok chị. Rồi ok chị gá luôn KM29 cho em ạ. KM9 ạ, KM28 em chốt chị Như Quy ạ. Chị nào chốt mã này lên đơn cho em luôn là KM9 ạ. Em bán nốt cho các chị là 168.000 đồng ạ. Được chưa ạ, 168.000. Em đang còn của màu đen và màu tím than, nhưng màu đen hiện tại em đang không thấy ở đây. Màu đen biết em đang nè, ở đây đây màu đen đây, em đang liếm tít dưới này. Cho em xin cái sạc vào đây đi nào. Chốt cho em mã này luôn là KM9 và kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ hàng này của em tất tần tật nó là hàng siêu nhẹ nhá. KM9 cho em ạ.
Rồi ok chị gái Lê Hiệp, KM9 dồn đơn buổi chiều này. Chốt là KM9 và kèm số điện thoại 168.000 đồng nốt ạ. 168.000 đồng của KM9. Tất cả nó là hàng phao siêu nhẹ của Nam. Em đang còn màu tím than và màu đen thôi, còn tất cả các màu còn lại hết hàng. Hàng này bình thường em bán là 189.000 đồng, 188.000 đồng. Được chưa? Hôm nay là không lợi nhuận luôn, nhập 170 đấy. Bây giờ xả cho các chị còn 168.000 đồng của KM9. Em vừa lên xong ấy chị Tuần Lê, em vừa like xong cái áo phao hip hop đấy ạ. Em vừa like xong cái áo phao hip hop có size đến 40 cân đấy ạ. Được chưa? Các chị lên đơn cho mã này luôn là KM9 và kèm số điện thoại cho em ạ. 168.000 đồng nốt nhá. 168.000 đồng nốt của KM9. Mình lên em luôn là KM9 và kèm số điện thoại. Nào quần tất 6S đi em ơi. Anh ơi, cái mẫu này của em là đến 70 cân đổ về. 50 đến 70 cân KM9. Chị nào lấy KM9 lên KM9 cho em. Quần tất 6S đúng như mẫu em đang mặc này. Em không nói sai các chị. Cái quần này em mặc này, năm ngoái em trèo lên ô tô bốc hàng. Không biết hôm nay em trèo lên ô tô bốc cái gì. Nó cào cho một phát đây này, rách ra. Nhưng mà Tết em vẫn mặc bình thường. Và đến bây giờ em vẫn mặc bình thường, nó chẳng bao giờ bị rút sợi ra. Nó chả bị xù lông, nó chả bị làm sao, nó có rách mỗi chữa tí này. Nhưng mà quần em nó che được nên em thôi em kệ. Em vẫn mặc. Các chị nhá, các chị mua cho em 2 cái, các chị mặc quanh năm. À mua 2 cái, các chị mặc cả mùa đông. Cứ giặt thay đổi thoải mái cho em. Được chưa ạ? KM9 em chốt chị Thẩm Mỹ Tuyết Trinh ok chị ạ. Lên đơn cho em mã này luôn ạ. KM27 rồi, chị Hằng Nguyên ok rồi. KM27 vừa rồi là cái áo hip hop đấy phải không? Mã này các bác lên đơn cho em luôn là mã quần tất 6S và kèm số điện thoại cho em 79.000 đồng. Toàn bộ hàng cho em này. Quần như này nó mới gọi là phê. Quần tất 6S này các chị mặc vào, chị nào mà có khuyết điểm là bắp chân to ấy, mặc vào nó thon chân cực kỳ luôn. Nhìn nó dài chân ạ. Chụp ảnh là mê ly luôn, đẹp. Được chưa? Comment của em luôn là quần tất 6S nhá. Không, nó dai cực kỳ dai luôn. Nó dai cực kỳ luôn ạ. Và đặc biệt là rất là không bao giờ bị xù lông. Đấy, cứ giặt đi giặt lại thoải mái cho em ạ. Mình cứ mặc không, mình giặt đi giặt lại thoải mái cho em luôn ạ. Toàn bộ là 6S 3D. Toàn bộ là 3D 6S như này. Chốt cho các chị luôn mới mức giá là 79.000 đồng. Lên đâu là em luôn là quần tất 6S và kèm số điện thoại cho em. Quần tất 6S và kèm số điện thoại cho em ạ. Áo nhựa size có mũ của bé em còn ạ. Cái mẫu em còn cái mẫu 85.000 đấy chị Nguyễn Luyến. Không biết hôm trước chị đã đặt chưa nhỉ? Hôm trước chị đã đặt chưa nhỉ? Cái mã này này. Mã này mọi người lên đơn cho luôn là quần tất 6S cho em ạ. Lấy 2-3 cái mà dùng các chị ạ. Lấy 2-3 cái mà dùng. Em nói thật đây này, bằng chứng này. Năm nay mới lấy có một cái thôi. Còn là cái này là của năm ngoái. Đấy, Tết năm ngoái vẫn mặc. Xong đến năm nay vẫn mặc vì nó không bị rách ra. Nó cứ cào chỗ nào kệ bố nó. Lên cho em mã này luôn là mã quần tất 6S và kèm số điện thoại cho em. Quần tất 6S và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho chị em nhà mình luôn là còn 79.000 đồng. 79.000 đồng ạ. Áo đen đằng sau đến bao nhiêu ký ạ? Áo đen đằng sau đến 58-60 cân đổ về ạ. Tùy chiều cao các chị. Thấp thấp thì chốt đến 58 cân thôi. Tầm cao cao tầm 6 rỏng rỏng người. Các chị chốt đến 60 cân thoải mái cho em ạ. Comment là quần tất 6S và kèm số điện thoại cho em. Áo đen bé trai còn hàng không nhỉ? Quần tất 6S và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho chị em nhà mình là còn 79.000 đồng. 79.000 đồng ạ. Rồi nhưng không thấy gọi á chị. Trời ơi, gọi hết chỉ trừ khi các chị không nghe điện thoại thôi. Quần tất 6S cho em ạ, lấy 2 cái, comment 2 cái. Dạ em chốt chị Thu Huyền Nguyễn ok chị ạ. Lên hộ em là quần tất 6S và kèm số điện thoại cho em ạ. 79.000 đồng một quần. 79.000 đồng một quần tất 6S. Chốt quần tất 6S cách số điện thoại nhá. Quần tất 6S cách số điện thoại cho em ạ. Quần dài nữ á chị. Quần dài nữ bây giờ em chả còn mẫu nào nhỉ? Còn mẫu nào không nhỉ? Hình như hết sạch sẽ rồi ạ. Comment là quần tất 6S và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Lan Lan 2 quần ok chị. Còn quần nhung á, quần nhung nó nỉ hết rồi sao chứ? Đây chị ơi, lên cho em, thế thì lên cho em mã này đi. Mã này của em nói không biết có chị. Đây, điện thoại hết pin rồi. Nhắc suốt từ nãy đến giờ là sạc điện thoại, cắm điện thoại. Cái mã này mọi người lên đơn cho em luôn là KM bao nhiêu nhỉ? KM 20 mấy rồi. Các chị ơi, toàn bộ hàng của em này. Đây ạ, toàn bộ này. Tất tần tật mẫu này nó là chất da cá tàu nhá. Chất da cá tàu cho em. Được chưa? Em kỷ niệm các chị lốt 85.000 đồng. Không nói ra, không có những chị chắc bảo là nói điêu. Nhưng mà em thật luôn, em bán cả một cái lô này. Em không biết là em về, em bị vào vía hay như thế nào. Chứ bình thường nhá. Chứ bình thường những cái mã mà áo mà từ 40 cân cho đến 55 cân ấy, nhà em về cái mẫu nào là bay cái mẫu đấy. Nó không cần đến like thứ ba đâu. Đấy, mà không hiểu sao cái lô này như cái em bị vía hay như thế nào đây. Mà cái quần này, cái mẫu này bây giờ em vẫn còn tầm khoảng 20 cái. Nó nhục nhã thật. Nó hết pin rồi, nó mới bị ao ra đấy. Nó đang đứng lại một phát xong nó tít hết pin rồi. Cái này các bác lên đơn cho em trang mã hàng này luôn là KM bao nhiêu? KM 28 cho em ạ. 38 cân đến 50 cân đổ về, em có đang có size vừa.
Nó có cả có cổ và cả không cổ. Em kỷ niệm các chị 84.000-85.000 đồng. Rồi cho nhập 90.000, lúc đầu bán 99.000 đồng, bán được 2-3 cái xong thấy chậm quá là đẩy luôn. 85.000 đồng của mã này, chốt KM28 kèm size. Kèm màu, em đang có màu cam màu vàng nhỉ. Ủa mãi chả thấy mẹ gì. Cam vàng trắng. KM28. À KM29 xin lỗi các chị. KM29 xin lỗi các chị. Quần tất em không có màu da rồi chị ơi. Chốt cho em mã này luôn là KM29 đấy thôi, đơ đơ rồi đây. Chấm 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 cho em một tí đã này. Cứ lúc nào cắm sạc vào là nó cứ bị chậm 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 như này ấy. KM29 cho em với. Chốt cho em với KM29 ạ. Chất đẹp lắm các chị ơi. KM29 em đang có của màu trắng, màu vàng, màu cam hết à, màu trắng, màu vàng và màu cam. Được chưa? Các chị lên đơn là KM29 ạ, toàn bộ áo hoodie đấy, chất da cá tàu đấy. Toàn bộ áo hoodie chất da cá tàu đấy, lên đơn là em luôn là KM29 và kèm số điện thoại cho em. KM29 và kèm số điện thoại cho em, áo nam chị ơi. KM28 dạy. KM29 chị. Đến 50 cân. Áo toàn bộ áo da cá tàu. Xin lỗi mọi người, chốt em lại là KM29 đây, mặc thử cho mọi người xem. Lốt cho các chị 85.000 đồng của KM29 nhé. Chị yêu nào lấy mã này lên đơn hộ em luôn là KM29 và kèm số điện thoại cho em. KM29 và kèm số điện thoại cho em. 85.000 đồng của KM29, thấy chưa? 85.000 đồng của KM29 ạ, các bác lên đơn giúp em luôn là KM29. Em đang có màu cam này. Em chốt chị Lê Hiệp KM29, em chốt chị Thanh Ninh KM29 ạ. Lên hộ em luôn là KM29 ạ, em đang có màu trắng, màu cam và màu vàng. Được cho em chốt nốt cho các chị 85.000 đồng của KM29. Chị nào lấy KM29 lên đơn hộ em luôn là KM29 mà kèm số điện thoại cho em. 85.000 đồng ạ, em chốt chị Nguyễn Luyến ạ. Chị nào lấy hai cái, có 12 cái. KM29 cho em ạ. Size bé nhỉ? Cái này là size nhỡ size ạ, không phải hàng người lớn đâu, nó hàng nhỡ nhỡ size. KM29 ạ, 38 cân đến size 50 cân là có size đấy nhá. Không phải hàng free size đâu nhá. Hàng của em là có size đấy, rất là đẹp luôn. KM29 cho em ạ. KM29 nó có vàng nữa này. Chốt em luôn ạ, KM29 85.000 đồng một cái ạ. 85.000 đồng một cái của KM29 ạ. Em chốt chị Thanh Mai ok chị ạ. Lên em luôn là KM29 và kèm số điện thoại 85.000. 85.000 đồng của KM29. Được chưa? Chốt giúp em là KM29 kèm số điện thoại 85.000 đồng. 85.000 đồng của KM29 cho em ạ. Không chị ơi, 85.000 mà chị. 85.000 đồng ạ. Em không em đã bảo em nhập 85.000 đồng rồi các chị. À em nhập 90.000 ạ. Em về em bán 99.000 đồng em không đẩy được cái là em phải xả xuống ở đấy các chị. KM29 dạ em chốt cho chị Thanh Ninh ok chị. 85.000 đồng một cái của KM29. Lên đơn cho các chị mã này luôn là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá này các chị ơi, ở bên ngoài mã này nhá, siêu thị tạp hóa bán nhiều lắm. Giấy vệ sinh hàng của Thanh Hà. Được chưa, bên ngoài bán nhiều lắm luôn các chị. 55-65.000 một bịch. Giấy vệ sinh nhà em này, em bán cho các chị 99.000 đồng ạ. Một bịch cho em ạ. Hai bịch cho em này. Ba bịch giấy vệ sinh to vật vã như này. Không phải cái hàng mà giấy, không phải có những cái loại nhà người ta bán giấy vệ sinh hàng bán online nó bé tí như này đâu. Đây ạ, giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em ạ. 99.000 đồng ba bịch. Cho các chị em mình đi kèm vào đơn cố gắng like nha. Bây giờ dần dần là nó sẽ không, bưu điện nó sẽ không nhận những đơn to nữa đâu. Lên em chỉ bán giấy vệ sinh căng bét được tầm 1-2-3 ngày nữa thôi. Chị nào có nhu cầu mình chốt nốt hộ em, comment hộ em là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại. Tất tần tật mã này của em là gì ạ? Chị nào sắp hết, chị nào chuẩn bị hết nhá, các chị mua đi. Vì ra Tết phải ngoài mùng 10 mới like được. Ra Tết phải ngoài mùng 10 mới like được. Nên là các chị em mình chốt đi. Chốt rồi em luôn là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại 99.000 đồng 3 bịch cho em ạ. Toàn bộ hàng đặc ruột không nõi như thế này cho em. Và tất cả hàng đây cho các chị xem cái giấy này. Chất giấy của nó siêu trắng nhá. Siêu trắng và siêu dai luôn. Được chưa? Siêu trắng và siêu dai luôn ạ. Của hàng giấy vệ sinh. Lên đơn em luôn là giấy vệ sinh. Chết rồi. Mình cứ ợ lên cái mùi gì này. Khiêu cái mặt bẩn hết. Lên hộ em là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em ạ. 99.000 đồng 3 bịch. 99.000 đồng của 3 bịch giấy vệ sinh. Dùng không thích em cho các chị trả hàng về. Được chưa, toàn bộ giấy vệ sinh này. Giấy vệ sinh này bao thích, em cảm ơn chị Bùi Quy ạ. Tất tần tật mã giấy vệ sinh của em nó trắng mà nó dai cực kỳ như này. Nó đều làm là hạt đặc ruột đấy các chị.
Được chưa? Hàng đặc ruột không nõ như này cho các chị mà một bịch của nó to như này. Hàng này bán siêu thị tạp hóa nhiều chứ không phải sản xuất bán online đâu ạ. Dạ em chốt chị Thanh Ninh có đơn giấy vệ sinh ạ. Chị Lê Thị Lan có đơn giấy vệ sinh ạ. Em chốt chị Nguyễn Linh giấy vệ sinh ạ. Chốt được em là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em ạ. Mức giá cho chị em nhà mình là 99.000 đồng. 99.000 đồng cho em là 3 bịch ạ. 99.000 đồng cho em là 3 bịch giấy vệ sinh. Mình comment hộ em luôn là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại cho em nhé. 99.000 đồng 3 bịch. Đấy, chị nào sắp hết, chị nào gần hết các chị mua giúp em. Tại vì gần Tết rồi ạ, dần dần là bưu điện nó sẽ không nhận những đơn to nha các chị nha, bưu điện nó sẽ không nhận những cái đơn to và cồng kềnh như này nữa đâu ạ. Chị yêu nào lấy giấy vệ sinh comment hộ em là giấy vệ sinh kèm số điện thoại, 99.000 đồng cho em là 3 bịch. 99.000 đồng cho em là 3 bịch giấy vệ sinh nhá. Comment hộ em là giấy vệ sinh và kèm số điện thoại em chốt đơn. Đấy chưa, giấy vệ sinh và kèm số điện thoại em chốt đơn hàng 99.000 đồng 3 bịch giúp em. Tiếp tục lên cho các chị mã tiếp theo này. Giấy vệ sinh và kèm số điện thoại 99.000 đồng 3 bịch. Giấy vệ sinh là em chốt cho chị Hoàng Nga, lên số điện thoại cho em với đi chị. Lên số điện thoại cho em với đi. Chốt cho em luôn là 99.000 đồng 3 bịch giấy vệ sinh nhá. Comment luôn là giấy vệ sinh cách số điện thoại 99.000 đồng 3 bịch. Bây giờ lên cho các chị cái mã ga nhung này. Ga nhung này còn mấy bộ thôi à? Còn nhiều còn ít. Toàn bộ ga nhung ạ, của mét 62 mét ạ, mét 82 mét và 2 mét x 2 mét 2. Cho các chị yêu nó. Ga nhung và kèm số điện thoại cho em bộ ga nhung. Hôm qua bán bao nhiêu tiền anh? 3, 4, 8. Đồng một giá hết à? Đồng một giá hết cho các chị 348.000 đồng bộ ga nhung. Được chưa? Chị nào lấy mét 6 thì lấy, mét 62 mét thì lấy. Chị nào mình lấy mét 82 mét thì mình lấy. Mình lấy mình mua, mình mua cho giường nhà mình này, mình mua cho ông bà nội ngoại đi các chị ơi. Tại vì bộ ga nhung này siêu đẹp mà hàng đắt tiền cho em luôn đấy. Bộ ga nhung kèm số điện thoại cho em 348.000 đồng một bộ. 348.000 đồng một bộ ga nhung. Chốt hộ em luôn là bộ ga nhung và kèm số điện thoại em lên đơn. Bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em 348.000 đồng. Đây. Các chị ơi nhìn cho em này, 348.000 đồng một bộ ga nhung nhá. Toàn bộ hàng nó trần như thế này cơ mà các chị. Trời ơi hàng này, toàn bộ trần nó đẹp như này. Lên đơn hộ em luôn là bộ ga nhung. Bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em ạ. Tất tần tật mã này nó trần đẹp như này cho các chị yêu nhà mình luôn ạ. Mức giá cho các chị yêu luôn là 348.000 đồng một bộ ga nhung. 348.000 đồng một bộ ga nhung. Em đang có bộ ga nhung của màu đỏ ạ. Được chưa ạ? Dạ KM9 em chốt cho chị Hà Nga ok chị ạ. Lên trên mã luôn là bộ ga nhung kèm số điện thoại cho em. Anh yêu đúc vào em mới này. Bộ ga nhung của màu đỏ em chốt đơn này. Bộ ga nhung của màu lâu này. Màu lâu, màu xanh ngọc cho em và màu xanh dương này. Comment của em luôn là bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em ạ. Bộ ga nhung, chị mua ga này 550 đó Trang. Đấy các chị thấy chưa, 348.000 đồng. 348.000 đồng. 348.000 đồng bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em. Trời ơi chị Hương Giang Võ, nhà em bán từ đầu đến bây giờ. Nhà em bán từ đầu đến bây giờ mà không mua. Cho em lại đi mua ở đâu 550.000. Có phải bây giờ em mới bán đâu. Bộ ga nhung em bán từ đầu vụ đến bây giờ 348.000 đồng bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em. Trời ơi cái màu của nó này, chất nhung lì đẹp lắm luôn mọi người. 348.000 đồng bộ ga nhung kèm số điện thoại cho em. 348 màu xanh dương này. Được chưa, màu xanh dương này, đúc vào cho em này. Em chỉ dơ cho các chị xem cái gối thôi, còn em dơ cho các chị màu đỏ này. Tất cả nó đều trần như vậy nhá. Tất cả hàng nó đều trần như vậy luôn. Còn ga chống thấm, ga chống thấm em chỉ còn của 2m2 thôi chị. Đây ạ, bộ ga nhung màu xanh ngọc cho em này. Màu xanh ngọc cho em ạ. Lên giúp em là bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em 348.000 đồng. 348.000 đồng của bộ ga nhung. Được chưa ạ? Lên hộ em luôn là bộ ga nhung và kèm số điện thoại này 348. Đây màu này của em màu lâu. Lên hộ em luôn là bộ ga nhung kèm số điện thoại cho em 348.000 đồng. 348.000 đồng bộ ga nhung nhé. Đây, trời ơi hàng nó đẹp. Em phải gọi một câu là nó đẹp dã man luôn các chị. Nó đẹp dã man luôn của bộ ga nhung. Lên đơn của em luôn là bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em. Cho bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em 348.000 đồng. 348.000 đồng một bộ ga nhung màu lâu này. Trời ơi nhìn cái nó, ôi dồi ôi nó đẹp các chị ơi. Nó đẹp, nó đẹp xuất sắc luôn ạ. À. Lên đơn của em luôn là bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em 348.000 đồng. 348.000 đồng cho em ạ. Cho chốt cho mỗi chị yêu. Đấy mình mua tặng ông bà nội ngoại thì mua. Mà mình mua cho giường mình làm cũng rất là đẹp. Không gặp bộ em mã này nhá. Chốt hộ em là bộ ga nhung kèm số điện thoại cho em. Được chưa? 348.000 đồng một bộ. 348.000 đồng một bộ ga nhung. Mình comment hộ em mã hàng bộ ga nhung cách số điện thoại là em lên đơn hàng thành công.
Được chưa ạ? 348.000 đồng một bộ. Được chưa ạ? Các chị comment giúp em luôn đi, bộ ga nhung đi. 348, còn ngày trước em bán là nó chênh lên một tí. Một tí thì tí ti nữa, ví dụ như là 10.000, 20.000 của mã 2m8, 2m hay là 2m x 2m2. Nay em đồng đổ đồng cho mọi người là 348.000 đồng. Nhá, hoan hỉ cho em. Cho mình bộ ga nhung ạ. Rồi, ok chị gái Hoàng Nga. Cứ comment là bộ ga nhung là có đơn. Được chưa? 348.000 đồng. Cứ comment cho em luôn là bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em ạ. Đấy, màu lâu, màu đỏ. Màu lâu, màu đỏ, màu xanh dương và màu xanh ngọc cho em. Chà, nó sẽ có size giường ạ, mét 6 2m này, mét 8 2m cho các chị em nhà mình ạ, 2m x 2m2 luôn ạ. Chị nào lấy bộ ga nhung, mẹ cái con gà cái gáy cái gì không biết ạ. Bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em 348.000 đồng. 348.000 đồng của bộ ga nhung nha mọi người. Mọi người lấy thì mọi người lên đơn là bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em 348. Anh ơi, chân váy nhà mình còn nhiều không? Em thoát ra rồi em vào lại nhá. Được bao nhiêu đơn rồi? Bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em ạ. Lên lại sao trắng đằng sau đi ạ. Dạ ok chị, M6 ạ, mét 6 em chốt đơn ạ. Mét 6, mét 8, 2m x 2m2. Được chưa? Comment em luôn là bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em. Màu đỏ đô của nó cũng rất là đẹp. Màu đỏ đô đô của nó cũng rất là đẹp nha chị. Chị nào lấy màu, căn bản là các chị thích màu nào các chị chốt màu đấy cho em. Bao nhiêu đơn rồi? Thích màu nào mọi người comment màu đấy cho em. Được chưa? Thế thì cũng không. Anh liên kết của trưa nay chưa? Thế thì cũng không like được nữa rồi vì là hôm chiều nay đơn của chiều lượng khá là nhiều. Bộ ga nhung và kèm số điện thoại cho em. Cái áo đằng sau của mình là mã KM mấy nhỉ? Cái áo dài đúng không? KM7 phải không nhỉ? Phải không nhỉ? KM7. Mã này của em sao là KM7 chị? Chị Phạm Anh Linh chốt mã này đi. Mã này trẻ đẹp lắm. Mã này trẻ đẹp lắm. Mã này khuyên chân thành mỗi chị em mình lên có 1-2 cái. Áo khoác choàng dài như này đi đâu cũng tiện, và mặc không như này cũng đẹp, không cần nói đi đâu. Đi đâu những cái hôm nào rét đậm rét hại thì ối rồi ôi, không thể thiếu cái con này được các chị ơi, hàng đẹp như này. Em đã bảo bên ngoài toàn bán 700-800 nghìn một cái thôi, em ôm săn sale được cho các chị mức giá là 239.000 đồng. 239.000 đồng phải không nhỉ anh nhỉ? 239.000 đồng của mã này. Các chị yêu lên mã này cho em luôn là mã gì nhỉ? KM 239.000 đồng của mã này. Mọi người lên mã này là KM7 à? KM7 và kèm số điện thoại cho em. KM7 và kèm số điện thoại cho em. 239.000 vẫn nằm chiếu điều hòa nhà em. KM7 em có màu đen, màu sữa và màu lâu. Màu em đang treo là màu sữa, màu lâu này. Chị nào chốt mã này lên đơn là KM7 cho em. 239.000 đồng. Em tua lại nhá. Còn áo vào, ui dồi ôi chị ơi, hôm qua, xin lỗi chị yêu nhá, hôm qua là có mất 10 chị. Khoảng tầm là 10 chị không được chốt cái mã áo hôm qua 198.000 ạ. Tại vì hôm qua nó, hôm nay các chị xỉ vẫn đòi chốt vì hôm qua em chốt đăng trên, em chốt đăng trên Zalo rồi. Nên là các chị xỉ sớm hay đến sớm. Sớm đây còn em đang ngủ còn thấy chồng em nghe điện thoại cơ. Tầm khoảng 6 7 giờ anh nhỉ. Gọi đến chốt đơn đấy nhỉ, các chị ấy. Các chị gọi đến chốt đơn ấy. Tức là nhà em không phải gọi đi nữa mà hôm nay là các chị gọi đến chốt đơn luôn. Bảo là chị sợ hết màu. Hết màu chị thích rồi là xỉ cái là xỉ cái là 8 giờ em phải dậy rồi, em dậy đóng xỉ, em dậy chốt cho em dậy xỉ xong phát là em đi ngủ đến 12 giờ em mới dậy luôn hôm nay ấy. Đây các chị ơi nhìn này. Mã này cho em hôm nay là cái mã này em không dám đăng lên xỉ. Chị nào có Zalo của em này, có Zalo của em mã này em không dám đăng luôn, bởi vì em xác định em để bán lẻ. Hôm ngày mai các chị lại đòi. Cách tân cho bé trai ấy có mà chị. Cái mã này mọi người lên đơn cho em mã luôn là KM bao nhiêu nhỉ? KM không, KM 7. KM7 ạ, mỗi chị một cái đi, mỗi chị chốt 1-2 cái đi, con này hàng xịn. Em nói luôn con này hàng xịn, em săn sale được cho các bác với mức giá là 239.000 đồng. 239.000 đồng của con này, mã này lên đơn là KM7 cho em ạ. KM7 và kèm số điện thoại cho em 239 nhé. 239.000 đồng ạ. Thật ra hàng thì rất nhiều chỗ bán, nhưng không phải là được giá rẻ như thế này các chị ạ. Giá rẻ ngoài thị trường, hơn ngoài thị trường đến hơn một lửa. Giá rẻ dã man mà đặc biệt là gì ạ, chất lượng nó đẹp nữa. Comment mã KM7 cho em ạ. KM7 và kèm số kèm màu cho em. Trong đơn bị gạch không có à? Để mai em kiểm tra lại xem. KM7 và kèm số điện thoại cho em hay là hết size à? Cái áo dài em thấy còn nhiều lắm mà anh Đức, còn phải đến 300 bộ mà. Mai em quay kho cho chị xem nhá. Áo dài, áo cách tân của Lữ cũng nhiều. Cách tân của Lữ chị Hương Giang Võ chốt đưa. KM7 con này các chị lên chốt ạ. 239.000 đồng nhưng mà cái chất của nó mới làm lên chuyện này. Chứ không phải tự dưng mà em nói con này bên ngoài bán được 800.000 đâu các chị.
Các bạn chất nó cứng như cái bao tải thì không bao giờ có đâu. KM7 cho em ạ. Chị Vân Phạm mai ra mà lấy nhá chị. Con này đẹp lắm. Mặc đi làm, mặc đi chơi, mặc khoác. Đúng không? Nhiều khi là cái con áo này mình mặc được rất là nhiều kiểu áo dài như này. Mặc đi chơi mình choàng mỗi cái này cho em. Xong mặc bên trong váy vóc, thích mặc cái gì thì mặc. Bên trong váy vóc xong đến nhà nó ấm mình lại cởi ra. Bên trong lại lồng lồng lộn luôn. Đấy đẹp lắm. KM7 và kèm số điện thoại cho em. KM7 và kèm số điện thoại cho em 239.000 đồng. 239.000 đồng của mã này. 65 cân vừa thoải mái á. 65 cân vừa thoải mái cho em. KM7 và kèm số điện thoại cho em. Rồi ok chị Ngọc Ngọc, comment KM7 kèm số điện thoại cho em 239.000 đồng. Con này siêu đẹp luôn. Nói chung là cái dáng dài như này, là những cái dáng suông này chị em mình mặc rất là trẻ. Chị em mình mặc trẻ và đẹp lắm. Ôi trời ơi, không mắc được luôn. KM7 và kèm số điện thoại cho em 239.000 đồng. Rồi ok chị. Ok chị, đẹp lắm chị ơi. Dáng chị Vân Vân cao cũng đẹp lắm. 239.000 đồng, rẻ beo luôn ấy. Con này khách quen cứ mỗi chị chốt cái nhớ em luôn ấy. KM7 và kèm số điện thoại 239. Màu nào cũng đẹp. KM7 239.000 đồng. Tí nữa mọi người xem lại like cho em với nhá. Tí nữa lại mọi người xem lại like cho em với. Cho chị Ngọc chốt KM7 lên KM7. Tại em chốt cho chị Dương Phan KM7. Ok chị. Chị Ngọc Học KM7. Ok chị này. Cảm ơn KM7 cho em. KM7 239. 239.000 đồng các chị ơi. Đẹp quá. 239. Chị nào lấy mã này lên đơn KM7. Màu nào lên đẹp. Thật sự các chị yêu luôn là màu nào lên đẹp. Cho em xin cái túi vào đây này. Mặc không như này xinh luôn. Mặc không như này xinh luôn. Chả cần phải kéo khóa xinh luôn này. KM7 cho chị Bích Lê. Ok chị này. Chị nhận được hàng rồi em. Dạ ok chị. Comment KM7 và kèm số điện thoại cho em 239.000 đồng. 239 nhá mọi người. Mọi người lấy mã này, mọi người lên đơn là KM7 cho em. KM7 và kèm số điện thoại 239. 239.000 đồng một cái. Được chưa? 239.000 đồng một cái KM7. Chị em lấy KM cái túi này đang bị ngược này. Chị em lấy cái mã này đơn của em luôn là KM7 và kèm số điện thoại cho em. KM7 và kèm số điện thoại 239 nhá. Nhiều khi là có những cái đơn hàng gọi là vật lộn mãi không được. KM7 kèm số điện thoại cho em 239.000 đồng. 239.000 đồng. Tiếp tục cho em mã này luôn. Còn chị nào muốn hỏi thêm gì nữa không? Còn chị nào muốn hỏi thêm gì nữa không? Còn chị nào muốn hỏi thêm gì nữa không? Chốt lại cái áo nam, áo bé trai mẫu này hết chưa? Mã này của em là KM bao nhiêu đây này? Mã này chốt lại đi này, mã này đẹp quá. Mã áo nam này KM mấy này? KM10 phải không? KM19 hay KM10 ấy? Cái này từ 45 đến 65 cân ạ. Hả? Ừ. KM7 màu lâu chị Phạm Anh Nhi, để lại số điện thoại cho em. Túi là của em là túi là KM mấy nhỉ? Túi là KM18 phải không? Túi lông ấy. Túi lông là KM18 phải không? Ngọc 99.000 làm gì có túi ngọc nào? Túi lông mà. Ờ, cái này là KM18 á. KM18 các chị chốt đi để ngày mai em đủ một bao về. Một thùng của nó là không biết bao nhiêu cái. Nó trộn màu. Hả? Áo hiếp là KM10, đợi em tí. Cái mã lên đâu là KM18 cho em ạ. Toàn bộ là túi da nhá. Túi da pha lông. Đẹp lắm. Mã này mọi người lên cho em luôn là KM18 cho em. KM18 chốt cho các chị yêu với mức giá là 99.000 đồng. Cái mẫu này đẹp luôn. KM18 cho em màu cam, màu hồng ạ. Rồi ok chị, KM18 màu cam, màu hồng và màu đỏ cho em với á. Chị nào lấy mã này lên đơn là KM18 cho em ạ. Màu cam, màu hồng và màu đỏ cho em ạ. Mức giá cho chị em nhà mình luôn là gì ạ? 99.000 đồng của KM18 á. KM18 kèm số điện thoại nhá, 99.000 đồng. Phao đen đến 65 cân ạ. Rồi các chị ơi, 65, 66 cân nhưng mà nó là phao dáng suông. Nhưng mà chị em mình mặc cái phao đấy cứ rộng rộng tí nó mới đẹp. Cái mã này các chị lên đơn, mã này nó luôn là KM10 đúng không? KM10 cho em 20 cân đến size 35 cân. Lên giúp em là KM10 màu cam này. Được chưa? KM10 màu cam, KM10 cho em màu đen ạ. Toàn bộ mã này của em nó là dáng chất, nó là chất cốt tông, nó là chất da cá tàu. Áo hip hop chất da cá tàu màu đen cho em ạ. KM10 kèm số điện thoại cho em ạ. KM10 màu này của em là màu ghi ạ. KM10 màu này của em là màu xanh ngọc và toàn bộ tay của nó là tay pha 3D, đẹp chưa? KM10 89.000 đồng một cái, 20 đến 35 cân đúng không anh ạ?
Phao 9 tuổi em like rồi, chị Nguyễn Linh, em chỉ có mã phao hip hop đấy thôi ạ. Dạ em chốt cho chị Bích Lê KM18, ok chị. Lên cho em mã này luôn là KM10 và kèm số điện thoại cho em. 22 cân 9 tuổi chị Hoàng Nga, em chỉ có cái mã hip hop vừa rồi thôi. 22 cân 9 tuổi chỉ có mã phao hip hop vừa rồi thôi ạ. Lên cho em mã luôn là KM10 ạ. Em đọc màu này, màu xanh ngọc của KM10. Màu này của em là màu ghi của KM10. Đó chứ, màu đen của KM10. Mình lên của em luôn là KM10 kèm số điện thoại. Mình lên cho em KM10 kèm số điện thoại cho em, màu cam của KM10. Các bác lên là KM10 kèm số điện thoại cho em. Và mức giá cho các chị là bao nhiêu tiền nhỉ? 89.000 đồng KM10. Cho em xin lại cái phao hip hop kia anh ơi. KM10 không có 50kg đâu chị. Váy tết là em có hàng nhưng mà em chưa like đâu chị. KM10 và kèm số điện thoại cho em ạ. Lát nữa các chị vào xem lại like nhá. Cái áo hip hop bé trai này từ 20 cân 6 tuổi đến 40 cân. Đấy đấy, thôi 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 thôi. Phải nhìn chứ. Mã này là được chưa các chị ơi? Nó bị tụt ra sao các chị ạ? Nó bị tụt ra sao? Lấy màu xanh ngọc comment KM10 nhá. Chị La Hồng ok KM10. Mọi người comment hộ em luôn là KM10 và kèm số điện thoại cho em. Mức giá cho chị em nhà mình luôn là còn bao nhiêu tiền đâu? 89.000 đồng hàng Quảng Châu đấy. Mà size đến tận 35 cân. Các chị ơi, lấy bình thường những cái hàng Quảng Châu các chị size từ 10 đến 16 cân đã tầm 80-90 nghìn rồi. Được chưa? Bây giờ em bán các chị KM10 có bao nhiêu tiền? 89.000 đồng mà size tận 35 cân hàng lẻ. Lẻ bán lẻ đấy. Rồi ok, comment KM10 size đến 35 cân nha. KM10 cho chị Hợp Bắc, cho chị La Hồng 4 cái đây này. Mọi người lên là KM10 kèm số điện thoại cho em. KM10 và kèm số điện thoại cho em, 89.000 đồng. Cái túi này đẹp quá, cái túi này đến mình còn thích nữa. Thế này chị bé làm sao mà chịu được. Mã này các chị yêu lên đơn trong luôn là KM mấy. Áo hip hop bé trai này, hip hop bé trai. Áo này đẹp lắm luôn, đây là bên trong. Sao hip hop bé trai chốt mã này luôn. Cái này lên đơn là KM27 cho em ạ. Em chốt cho các tình yêu mình với mức giá là 168.000 đồng. Hàng này bình thường bán 188.000 nhá. Bán bình thường cho các chị yêu là 188.000 đấy ạ. Bây giờ xả cho các chị còn 168.000 đồng của KM7 ạ. KM bao nhiêu? KM27 màu xanh. KM27 màu xanh cốm cho em. KM27 màu này của em là màu vàng. Mình lên của em luôn là KM27 cho em màu xanh dương. Được chưa? KM27 cho em màu cốm, màu vàng, màu xanh dương. Chốt của em luôn là KM27 màu xanh đậm. Chị nào lấy mã này lên đâu em luôn là KM27 cho em ạ. Form quá đẹp luôn, dáng phao hip hop. Em xả luôn các chị 168.000 đồng của KM27. Em bảo mọi người này, lát nữa nhà em đăng like đấy. Nhà em ngày mai chốt xong đơn nhà em mới xóa bài. Mới xóa like. Thế nên là các tình yêu mình cứ xem lại like nha. Xem lại like, comment mã sản phẩm các chị ưng. Mã sản phẩm các chị muốn mua cùng với số điện thoại để ngày mai nhà em gọi điện chốt đơn. Được chưa? Comment mã sản phẩm cùng số điện thoại ngày mai nhà em gọi điện chốt đơn cho các chị nha mọi người. Hoặc là em bảo các chị luôn, ví dụ như các chị muốn chốt là gì ạ? Khăn mặt này. Các chị muốn chốt khăn tắm này. Đấy, khăn tắm Hàn. Khăn tắm Hàn còn không? Các chị muốn chốt khăn tắm Hàn này, khăn mặt Hàn này. Ok chị gái Lê Hiệp, khăn tắm Hàn này, khăn mặt Hàn này. Các chị muốn chốt gì ạ? Bàn chải đánh răng này. Hay là các chị muốn chốt cái mã sản phẩm nào em đã like ở like nào mà các chị xem rồi. Các chị ưng thì ngày mai các chị hỏi nhân viên nhà em xem còn không. Còn thì bên em sẽ cho vào cho các chị. Còn hết rồi thì thôi nhá. Còn hết rồi thì thôi ạ. Ví nam là em hết sạch sẽ rồi chị. Ví nam đợt trước chị mua được rồi thôi. Ví nam đợt trước chị mua được rồi thôi. Ok chưa mọi người? Bây giờ em sang xin phép nghỉ like tại đây nhá. Bây giờ em tặng quà. Em tặng quà cuối like. Em tặng tiếp một đôi giày cho bé đeo Tết. Được chưa? Em tặng tiếp một đôi giày cho bé đeo Tết. Và lưu ý cho em này, em chỉ tặng cho các chị, em chỉ quay mi game và áp dụng cho các chị có logo là người chia sẻ thôi nha mọi người nhá. Đó, em sẽ tặng tiếp cho một chị nữa. May mắn ngày hôm nay. Chờ, hy vọng là các chị còn ở đây để nhận quà của em. Hy vọng là các chị em mình còn ở đây để nhận quà của em Trang. Ngày mai chị nào có đơn nhớ chú ý điện thoại nhé. Các chị đặt hàng là các chị phải để ý điện thoại. Vì chắc chắn một điều là đặt hàng là hôm sau shop người ta sẽ gọi điện chốt đơn. Dạ, em chúc mừng chị yêu nào đây? Em chúc mừng chị yêu anh Khải ạ. Ôi chị yêu anh Khải này, quay hay được quá thế nhỉ. Chị yêu anh Khải ạ. Em chúc mừng chị yêu anh Khải, mình còn ở trên live không ạ? Chị này rất hay được quà này. Chị Oanh Khải mình còn ở trên live không ạ? Chị Oanh Khải ơi, mình còn ở trên live không ạ? Em đếm đến 10 nha các chị nha. Có chị nào nhìn thấy chị Oanh Khải ở trên live không? Có chị nào nhìn thấy chị Oanh Khải trên live không ạ? Có chị nào nhìn thấy chị Oanh Khải trên live không ạ?
Em đếm đến 10 nếu không em quay lại này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Chị Oanh Khải mất lượt nha. Bây giờ em quay lại nhá. Em quay lại này. Áo đang treo là bác ca bờ 7. Chị ơi tí nữa tua lại like đi chị. Rồi em chúc mừng chị 10 giờ hoa. Chị gái 10 giờ hoa hôm nay có đơn đấy. Đừng nói là đi ra ngoài rồi nhá chị. Chị 10 giờ hoa không giấu ạ. Đây này, chia sẻ cũng khá là nhiều đấy ạ. Chị 10 giờ hoa ơi, mình còn ở trên live không ạ? Đừng nói không còn nha các chị nha, là quay lại rất là mệt luôn. Chị 10 giờ hoa, em chúc mừng tình yêu 10 giờ hoa này. Hôm nay nếu như chị có ở đây là sẽ có vừa cho bé này đấy này. Giày này là vừa cho có vừa cho bé, ảnh đại diện bé trai luôn này. Em đang tặng một đôi giày siêu nhẹ của bé trai đây này. Chị 10 giờ hoa mình còn ở trên live không? Áo khoác đằng sau bao tiền dạ một hai, chị số trang ơi là 200. Áo ngắn của nó là 159.000 đồng ạ, còn áo dài của nó là 239.000 chị ạ. Tí nữa các chị tua lại like của em với. Chị 10 giờ hoa mình còn ở trên live không ạ? Có chị nào nhìn thấy chị 10 giờ hoa không ạ? Ôi giời ơi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này. 10, chị 10 giờ hoa mất lượt nhá. Để em ghi tên chị khác. Em quay đúng chị thứ ba mà không được nữa là em chơi mi game, à chơi comment nhá. Chơi comment thì thường thường là những chị tương tác được thì nó nhiều, nhiều thì nó hay lỗi. Còn những chị mà không tương tác được thì nó không hay lỗi comment. Rồi, dồi ôi chị này cũng năm nay cũng nhận đỏ thật. Chị Nguyệt Cờ Lê còn ở đây không anh? Có nhìn thấy chị Nguyệt Cờ Lê không? Chị Nguyệt Cờ Lê vừa hôm trước quay cũng được đấy. Chị này năm nay đỏ ghê, toàn nhận được quà to ấy. Chị Nguyệt Cờ Lê mình còn ở đây không? Chị gái Nguyệt Cờ Lê mình còn ở đây không? Chắc là còn chứ đúng không? Khách quá quen luôn. Chị Nguyệt Cờ Lê còn ở đây không ạ? Chị Nguyệt Cờ Lê mình còn ở đây không chị? Trời ơi, đừng có không còn ở đây nữa nha. Chị Nguyệt Cờ Lê còn đây không ạ? Chơi comment thì thường thường là những cái chị tương tác tốt thì nó sẽ được. Còn đâu những cái chị mà không tương tác thì nó không lỗi được cơ ấy. Chị Nguyệt Cờ Lê mình còn ở đây không? Gọi mói mồm, em gọi mãi cái gì đấy? Em gọi mãi tên anh người ơi đấy. Em gọi mãi tên anh người ơi nhưng chỉ thấy sao sao. Buồn quá, gọi đến ba chị không có ở đây. Gọi đến ba chị không có ở đây, em buồn quá luôn các chị. Chị Nguyệt Cờ Lê không có ở đây à chị ơi. Rồi em cố gắng quay thêm một lần nữa cho các chị. Thôi rồi rồi, thế em comment nhá. Thôi comment. Mã cho em là yêu em Trang gạch ngang số điện thoại cho em với á. Em ghim chị gái thứ 5 ạ. Yêu em Trang gạch ngang số điện thoại cho em ạ. Em ghim chị gái thứ 5 cho các chị hoan hỉ nhá. Em chỉ ghim tên các chị có logo là người chia sẻ thôi. Không có logo là người chia sẻ em không ghim tên. Cho em nói rõ luôn là em ghim chị gái thứ 5. Mã giúp em là yêu em Trang và gạch ngang số điện thoại cho em ạ. Ngủ rồi ạ. Yêu em Trang gạch ngang số điện thoại cho em ạ. Dạ, yêu em Trang gạch ngang số điện thoại ạ. Anh ơi dọn dẹp dần đi anh ơi. Chị Bùi Quy lên đầu tiên, trượt, trượt thẳng cẳng luôn. Chị Tập Sống Khác chấm, chị Đỗ Hà chấm, chị Bông Sen chấm tiếp. Chị Ngân Nguyễn lên thứ hai, trượt. Chị Bùi Quy lên lại. Chị Tập Sống Khác lên thứ ba, trượt. Chị Vân Ly Mi lên thứ tư, trượt. Rồi. Em chúc mừng tình yêu nào đây ạ? À? Em chúc mừng chị yêu Tập Sống Khác, chị Tập Sống Khác lên thứ 5, ok chị. Chị Đỗ Hà lên thứ 6, ok chị này bỏ qua. Chị Phương Anh lên thứ 7, chị Hằng Mai Cơ Lơ lên thứ 8. Ok, đấy em bảo rồi, nếu mà comment như này là chỉ khách gọi là tương tác được là được thôi. Nhiều cái nó không đẩy được đâu. Rồi nào anh, tặng cho chị Tập Sống Khác này. Chị Tập Sống Khác này còn mấy quà đây rồi. Ok. Chơi may mắn nha, sao lúc nào cũng lên đầu tiên. Rồi em chúc mừng tình yêu nha. Bây giờ em nghỉ đây các chị. Hẹn gặp các chị vào live của ngày mai nhá. Hẹn gặp các chị vào live của ngày mai nhá. Bye bye mọi người. Chị nào có đơn nhớ chú ý điện thoại cho em ạ. À, gọi mình đi à. Không được quà rồi. Không có logo là người chia sẻ rồi mình. Rồi em nghỉ live đây. Bye bye các chị yêu nha.
Bye bye tất cả chị em mình ạ. Chúc tất cả chị em mình ngủ ngon ạ. Cảm ơn chị em mình đã theo dõi live cùng em nhé. Cảm ơn các chị đã vào chia sẻ livestream ủng hộ giúp em ạ. Bye bye các chị. Bye bye mọi người.